đầu tiên cho lớp học của tụi con. Xin gửi tất cả các quý vị khán giả đây lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã có mặt tại lớp học của tụi con. Dạ, đây là một lớp học diễn xuất. Mà tụi con nói trước, cái lớp học tụi con nghèo lắm, cho nên cảnh trí phục trang nó có hơi sơ sài. Mong quý vị bỏ qua thông cảm cho tụi con nghe. Và các bạn vô chuẩn bị đạo cụ, cho một tràng pháo tay thật to để cô vũ tinh thần được không ạ? Và bây giờ tiểu phẩm Đại Chiến Hai Con Yêu Tinh Xà xin được phép bắt đầu. Hãy bao quân tướng sĩ, hãy bách dương trăm họ, vương quốc của chúng ta đang bị hai con yêu tinh xà quấy nhiễu. Từ ngày chúng kéo tới gây đến nhiều cảnh làm than, nào là giật hụi, giật nợ, giật chồng. Ta suy nghĩ trong tương lai chắc có lẽ chúng sẽ giật chút quán quân của ta. Hey, trong đầu ta rất là lo lắng, cho nên ngày hôm nay ta mở hội chiêu hỏi anh hùng. Ai có đủ tài năng, có đủ sức lực có thể chặt đầu hai con yêu tinh, ta sẽ thưởng lớn võ công đây. Con là ai? Sưởng Tinh. Trả lời ta biết tại sao Sơn Tinh mà bực nhạc Sơn Tùng. Sơn Tinh mở nhạc Sơn Tùng, đùng đùng khí phách rất là vui tai. Hả? Ngày rằm thì ráng ăn chay, tu tâm dưỡng tính mong mình quán quân. Để coi, để coi. Cố gắng, cố gắng. Vía ta là vía á quân, ta mà phụ diễn là mày giống tao. Quay đúng rồi, quay đúng rồi, quay. Tao đâu? Xin lỗi, thần xin lỗi đức vua. Cái gì áo quần xích ra một chút. Dạ. Tao nói cho mày biết, ngày hôm nay kết quả cho dù có thế nào thì quan trọng vẫn là thần thái. Hay, đức vua thật là hay. Dạ thưa đức vua, ngày hôm nay thần đến đây để khỏi nói chặt đầu yêu tinh đúng không? Sao đức vua biết hay vậy? Gặp yêu tinh không chặt đầu không lẽ đè ra gọi đầu. Đức vua quả thật là bơ phẹt. Khỏi khen. Nếu ngươi đã quyết định chặt đầu yêu tinh thì đây, đây là cái kiếm thần tiên được chị Liên vợ anh Tống Hạo Nhiên múa chợ Kim Biên về. Cầm lấy chặt đầu yêu tinh đi hả? Dạ thưa đức vua. Hoan đã, còn con. Oh. Con xin chúc đức vua cùng toàn thể bà con cô bác một năm mới Tỷ Sửu dần mẹo, thịnh tỷ ngõ mùi, thân dậu tức hợi. Thấy người ta cười không? Chúc cái gì tào lao vậy ba? Ý thần là tý là vạn sự như ý, Sửu là tài lộc đầy đủ, dân là sức khỏe rần rần, mẹo là không lo một lẹo, tức là trăm điều về nhất, hợi là thành công tân lợi. Hey, sĩ sĩ, 12 con sao chúc có 6 con vậy? 6 con chính giữa ở đâu? Dạ chúc nhiều nó bị trì. Hả? Hey, quả nhiên là một đứa trẻ tiết tấu nè con. Dạ. Vô đây tiết tấu không thì chưa đủ, con muốn tiêu diệt yêu tinh phải có tài năng cái gì đó gọi là. Con có cái gì không? Dạ tài năng của con là võ thuật. Võ gì? Giáng Long Thập Bát Chưởng. Thiền triển Giáng Long Thập Bát Chưởng cho ta xem nào. Dạ. Để coi võ công của nó cỡ nào. Ha! Dạ. Dạ. Trời ơi. Thằng này con bà lâu công chắc luôn. Dạ dạ dạ.
Tào lao. Con nói thiệt cái đức vua nha, thằng này là lắm mướn, nó mua cái bình xịt nó xịt thôi. Tao chứ biết. Lỡ nó không bao giờ nó làm được cái chiêu mà gọi là giáng long thập bát chưởng. Nó không làm được giáng long thập bát chưởng. Dạ đúng. Ủa tại sao con biết? Đức vua đứng lên đây nè, con thể hiện cho đức vua coi. Nếu như là một người bình thường như con, khi sử dụng chiêu thức này, đức vua hãy dịch kỹ: giáng long thập bát chưởng trái, thì con sẽ chưởng chúng ngay trung tâm là đối phương sẽ chết ngay. Còn đối với nó, bước qua đây chưởng lẹ lên. Cha. Đừng. Hãy ngưng đó. Đây không phải là giáng long thập bát chưởng mà là giáng long dập lập chưởng. Hả? Không, làm xuống đâu? Con mua để biếu đức vua à? Làm xuống đây, làm xuống mua đây. Mua để biếu, mua để biếu. Hên quá, Dương Quốc tới nay có cơm chiên Dương Châu ăn rồi. Dạ. Kìa con. Dạ. Chưởng gì thì chưởng, chưởng ra cái lập xưởng cũng bình thường thôi mà. Đúng. Con không có tài năng thì con đi dễ đi. Dạ thưa đức vua, thần đến đây không phải một mình, thần đến đây có phụ huynh đi kèm. Được. Hả? Mời vô, ta có vài lời mắng vốn. Mời phụ huynh. Trời ơi, mùng 15 rồi mà còn chợ sưng trên đầu. Con là ai vậy cô gái? Em xin tự giới thiệu, em là kiều nữ làng chài. Hả? Kiều nữ làng hài ngồi dưới đây mặc đồ đẹp. Kiều nữ làng chài trên đây mặc đồ như bà khùng vậy bà. Ủa mắc cười quá à. Châm ngôn sống của em: nhắm không đẹp nhất thì phải lạ hơn người, sợ diễn không cười thì phải làm khùng gấp 10 lần thiên hạ. Con à, quả nhiên là hay, nhưng mà vô đây làm khùng làm điên không được. Ở đây nãy giờ ai cũng biết là tôi đây tiêu diệt yêu quái, có tài năng gì không? Ngài cứ yên tâm, mặc dù em không may mắn được quán quân hay á quân như ai kia, nhưng ở ngoài biển khơi xa, cá kình cá mập em còn bắt được, thì huống chi hai con thanh xà bạch xà làm sao thoát khỏi tay em. Giỏi lắm. Cá kình mà mày không sợ, không lẽ con là một người can đảm không sợ gì sao? Thoại hơi dài dòng đó nha. Xin lỗi. Rồi. Bình tĩnh đi nhé, không sao cả. Ok con. Được rồi. Đúng là kiều nữ ta không có gì phải sợ. Kiều nữ này chỉ sợ sai vào lý tình mà thôi. Ê, mấy... Khỏi lụm cái đó luôn. Khỏi lụm. Bây giờ đâu? Bây giờ cái đầu tao như cái ba lô luôn rồi nè. Thế bây giờ mày giữ vững vậy luôn đi chứ sao? Tào lao. Sơn tinh thủy tinh chứ đâu phải công dinh thủy tiên đâu mà xà nẹo xà nẹo. Bây giờ vô vấn đề chính nè. Dạ, đức vua cái nói đi. Hãy cầm thanh kiếm gãy luôn rồi. Trời ơi, không sao. Cầm cái kiếm này không ai thấy nó gãy đâu. Dạ. Được, hãy cầm nó tiêu diệt yêu quái đi con ơi. Dạ. Khoan đã, thanh xà bát xà tới đây. Yêu quái tới rồi. Thôi thôi. Sơn. Khoan. Khoan đã. Ngưng đi. Ngưng đi. Hai con yêu thanh xà bạch xà bọn uống mỡ trăng hơi nhiều trơn trượt dữ vậy. Bọn ta chính là thanh xà bạch xà. Ngưng đi. Không ngờ đêm trực tiếp mà dám muốn phản cảm như vậy. Quỳ xuống.
mình lấy sao má? Hả? Dạ, bọn ta tới đây để giao đấu. Được, muốn giao đấu thì mình giao chiến. Lên! Mày lên trước để cho đỡ mỏi chân. Tao là vua, mày là lính, tao mày quýnh. Mày vua tao quân trước chứ. Mày quýnh chứ. Tao nói xong mày đánh đó. Mày bị khùng với mày nói xong bay vô đánh mày đó. Cái thằng luôn mày nói lại đó. Trời ơi. Cái gì mà ồn quá vậy? Trời đất ơi, cái bụi này nó quậy không nghe. Nó quậy không nghe. Nó quậy không nghe. Trời ơi. Thôi. Một thằng giống tập hợp. Đau quá thiệt á, ngồi băng cuối không bị thúi cũng bị đè. Trời ơi. Đứng lên, chơi domino với thầy hả? Nghĩ làm sao vậy? Thầy nói thầy đi diễn, tụi con phải ở nhà tập bài để thi vào trường sân khấu chứ. Đứa nào biên đạo bài này? Dạ cô. Thầy thấy Du Dũng hài hước không? Thầy lên lên, bị đánh, bị đánh, bị đánh. Sao thầy đánh con vậy? Trời ơi con ơi, thi vào trường là phải thi bài đơn. Thi bài nhóm vậy sao mà đậu được? Có bài đơn không? Dạ có. Trả liền. Dạ. Thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi. Dạ. Con chuẩn bị. Có bài đâu, trả sung sung lên cho thầy coi đi. Hôm nay đứa nào không có bài, tự hiểu. Đó, trả sung sung lên cho thầy chứ để về con là thầy ơi. Đứa nào trả trước, trả liền đi. Thầy ơi, con trong gánh gà chuẩn bị đậu cụ cho con diễn trước nha thầy. Rồi. Tiểu phẩm con xin được phép bắt đầu. Ông đi đi, đi ra khỏi nhà tôi. Willy, đó, bà đuổi đi tôi đi. Người chỉ muốn bắt bà, để cho bà vừa lòng. Trời ơi! Dạ hết. Gì vậy? Ủa con diễn tiểu phẩm tên gì? Một lần vấp ngã. Trời đất ơi, nói rồi ở nhà tập à? Không, đừng yên. Trời đất ơi, tự hiểu. Con dạy nó mấy lần rồi đó thầy. Con chỉ muốn làm diễn viên phải diễn có cảm xúc bằng thế nào. Là mình chỉ muốn diễn cái concept này á, mình phải có body và body language. Hai cái kết hợp lại làm cho tâm lý mình sâu deep, con mắt mình cry thì cái mình mới phi nịt. Con chỉ nó mấy lần mà nó không hiểu. What do you say, con nói gì vậy? Con nói thầy không hiểu đâu. Con diễn thầy mới hiểu. Làm đi con. Nó trả bài bậy bạ không mà. Sau đây con xin diễn một cái tiểu phẩm mà con lấy cảm hứng từ một bộ phim nổi tiếng ai cũng biết. Phim điện ảnh luôn hả? Bắt nhịp đi diễn. Hai ba. Dạ hết. Hả? Ủa con, tiểu phẩm tên gì vậy? Bỗng dưng muốn khóc. Đúng rồi á. Trời đó là trời ơi. Học trò tôi dạy, bây giờ tôi dạy diễn xuất mà nó giỏi tiếng Anh quá. Trời ơi là trời ơi. Mày diễn tao đi, mày diễn tao luôn đi. Trời ơi, không biết thầy Minh Đạt hay Minh Nhí. Bây giờ không trả bài đơn, trả bài đôi cho thầy. Dạ. Mày bước ra đây. Bước ra đây. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Tao suy nghĩ kỹ rồi. Tao đi đường này. Tao đi đường này. Được. Đi. Dạ hết thầy. Trời ơi. Con, thầy kêu trả bài đôi. Dạ bài đôi đó thầy. Đôi gì? Đôi ngã chia ly. Rồi thi ba đứa. Thi ba người là ngã ba ông tạ. Bốn đứa. Ngã tư bảy hiền. Thầy hỏi năm đứa đi. Ngã năm chục chó chứ gì. Dạ sai, Ngũ Lâm công chúa. Thầy. Để con lập công. Thầy muốn chửi tôi đó đúng không? Ừ. Thầy già thầy chửi thầy mệt. Ừ. Thầy làm nó con lòng tiếng như thầy đỡ mệt cho thầy. Rồi. Trời ơi, học trò của tôi nó học lâu lắm rồi mà nó giỏi quá, tự hào quá. Cầm lại đây. Cái tụi này không biết. Đó, thiệt á, mày vậy. Mày không bao giờ mày hiểu được con người của thầy mà mày đặt làm học trò của thầy nữa.
Thầy, con nói thiệt, bây giờ thầy để con gỡ lại giùm bạn con. Dạ, bây giờ thầy nói đi, con lòng lại cho. Nói lòng tiếng cho thầy. Dạ. Trời ơi, mọi người coi, bốn đứa bên này coi đi. Mọi người ơi, nhìn cho kỹ, nhìn thẳng cho con người tôi nè. Chừng nào tôi hết bóng mà. Thầy bóng chỗ nào? Cái lỗ mũi bóng dầu. Mày nói luôn chứ dầu gia đình mày tam tai hả? Dạ không phải, con có ý đó thầy ơi. Trời, cái tụi không có phải thầy không hiểu à. Thầy ơi, thầy dừng cái nét đánh bại liệt đó đi thầy. Để con đi con chuộc lỗi, con lòng tiếng lại cho thầy. Trời ơi là trời, tôi bây làm cái gì vậy trời? Trời ơi là trời, tụi bây làm cái gì vậy trời? Trời ơi là trời, tụi bây làm cái gì vậy trời? Trời ơi là trời. Mày nói câu thứ ba, mày chết hả? Thì con tính đó, câu thứ ba thầy ngắt ngang rồi, làm lại nó thêm câu khác cho. Nói câu thứ ba luôn. Trời ơi là trời, tụi bây làm cái gì vậy trời? Tao mệt quá rồi, không chửi nữa đâu trời. Trời đất ơi, thằng này thiệt á. Cái tuổi này không. Trời ơi. Xí Phan, Xí Phan, làm lần thôi, làm nhiều quá nữa chết khó đặt hòm tướng này lắm nghe. Trời đất ơi, đất ơi. Hổ quá trời hổ mà. Dạ thầy, con xuống không lên trả bài. Con nữa. Thôi đi. Bây giờ có bài đàng hoàng thì hãy trả. Chứ trả tào lao như vậy thầy không chịu đâu. Thầy ơi thầy, con đại diện tất cả các bạn đây xin lỗi thầy nha thầy. Tại vì á Tết vô á công việc anh em tụi con nhiều quá, dí tỉnh lên không à. Phải ráng đi làm mà tăng ca á thầy, cho nên không có thời gian tập bài. Ráng lắm á, sáng giờ gồng còng trả được mấy cái này. Con không biết làm thầy buồn, xin lỗi thầy nhiều lắm. Dạ. Thầy đây, hai ba ngày nữa ha. Dạ, hai ba đúng ngày đúng nữa. Đúng rồi thầy, đúng rồi. Tập một cái bài thật là tốt, thật là trộn nghĩa. Dạ, trả cho thầy. Dạ, là thầy vừa lòng. Tập nghiêm túc, con dạ. Thầy vô trường sân khấu cho thầy coi nha thầy. Dạ, dạ, dạ. Thầy hiểu. Thầy hiểu hoàn cảnh của từng đứa. Nhưng mà phải ráng. Trả bài là phải trả bài đàng hoàng. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. 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 Dạ cái gì mà dạ? Hả? Ông Đặng, ông Đặng. Ôi ơi ông Đặng đấy. Dạ. Cái gì vậy hả? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi cho mướn cái nhà này là để ở chứ không phải để dạy học. Đã vậy có 3 tháng tiền nhà để tôi đưa qua tôi đòi hoài vậy ông Đặng hả? Dạ anh thông cảm giùm cho. Tháng này tôi không có show nên là không có tiền, thông cảm. Không có tiền, ông Đặng không có tiền. Không có tiền mà dạy học tôi đó hả? Hả? Chú, thầy dạy tụi con không có lấy tiền. Dạ. Đúng rồi đó chú. Gì? Anh em tụi con dưới quê sinh viên nghèo lên đây không à. Đam mê học viên sức mà không tiền đi học. Thầy kéo về thầy dạy thì không lấy tiền đứa nào hết trơn. Dạ đúng dạ. Rồi chú. Dạ. Cái gì? Đam mê diễn xuất hả? Dạ. Là diễn viên hả? Dạ, dạ. Đúng rồi. Ôi trời ơi, mấy cái mặt này mà làm diễn viên cái gì? Diễn viên ít nhất là phải đẹp. Không đẹp thì phải giỏi, phải duyên. Mà muốn giỏi, muốn duyên phải học thầy giỏi, thầy nổi tiếng. Chứ ai đâu mà học ông thầy này. Chú. Cái gì? Chú ấy nói đúng. Đó, tao nói đúng mà. Đây, 3 tháng tiền nhà đâu, lẹ lên. Chú ơi, 3 tháng tiền nhà là nhiêu vậy chú? 9 triệu. 9 triệu tụi con có mà. Tụi con có hết chú ơi. Đứa nào đưa tiền, thầy đuổi học đứa đó. Đứa nào không đưa tiền, tao đuổi ông ra ngoài. Tôi sẽ ra ngoài. Muốn ra ngoài đưa 9 triệu đây. Thầy ơi, thầy ơi, thầy, con xin thầy. Thầy đàn ơi, tụi con không có chỗ học cũng được. Nhưng mà quan trọng thầy phải có chỗ ở. Số tiền này không có nhiêu đâu, tụi con lo được. Đó, phải vậy không? Đây nè. Ồ, 90 ngàn hả? Mà những bạn hả? Hồi nãy 9 triệu mà đưa 90 ngàn. Nãy nói rồi, số tiền không có nhiêu đâu lo được mà. Mày thôi nè, giữ lại hết đi. Nhưng mà tôi hứa với anh, tuần sau là có người kêu tôi đi phim. Lúc đó có tiền, tôi sẽ gửi lại cho anh. Ôi, thôi được rồi. Tôi cho ông một tuần nữa nha. Còn bây giờ á, đủ tôi nói về hết giùm tôi. Tối rồi cho nó ngủ, ồn ào quá. Không đuổi được có trách tôi nghe chưa? Dạ, cảm ơn. Bực mình nè. Thầy ông đòi không sao, không sao, không sao. Cứ ở lại tập đi. Nói vậy chứ ông tốt lắm. Ủa, cúp điện rồi. Tối vậy lại lại. Nè, 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 khu của thầy hay cúp điện lắm. Xíu có lại liền à. Dạ. Tôi cúp đó. Nè, chừng nào tôi nói vậy hết tôi mở lại. Nghe chưa? Lần nào cũng vậy, ồn ào, ồn ào. Không giúp được gì chứ à. Thầy ơi, không mấy tụi con về. Dạ, đúng rồi, không sao đâu. Bữa khác qua tập nha thầy. Dạ. Cứ ở lại tập. Tập được ngày nào hay ngày đó. Thầy sợ thầy không có tiền trả tiền nhà. Nhưng
nhưng mà tôi không tập được. Đúng rồi đó thầy, đốt đèn cày, đốt đèn cày lên tập. Lửa cho thầy sẽ cố gắng hết sức để đứa nào cũng sẽ được đậu vào trong trường sân khấu. Lúc đó tụi con sẽ được học nhiều thầy cô, anh chị nghệ sĩ giỏi hơn thầy. Thầy ơi, con xin thầy đừng nói vậy. Nửa chữ cũng là thầy mà một chữ cũng là thầy. Tụi con cảm ơn thầy. Vì điều gì? Vì thầy đã là người truyền lửa cho tụi con. Nè, bữa giờ có thấy thằng Quỳnh Lý không? Con không biết. Quỳnh là con nhắc nó đi làm á thầy. Dạ. Có điện rồi. Có điện rồi. Yeah. Con nè thầy, phải không Quỳnh chứ? Ủa Quỳnh? Quỳnh, thầy. Thầy mai mốt á, thầy đừng có lo nữa nha. Con trả tiền nhà 3 tháng cho thầy rồi. Với lại á, anh em cứ tập thoải mái đi. Hồi nãy con có đưa tiền cho ông chủ nhà, cho anh em mình tập. Đây, cam với sữa, thầy giữ lại uống nha. Ăn uống bồi bổ vô, giờ này con thấy thầy xanh lắm rồi đó. 11 giờ khuya rồi còn thức chi nữa. Giờ vô ngủ đi. Tí nữa anh em tụi con tập xong, tụi con đóng cửa nhà cho thầy nha. Đúng rồi thầy. Đâu thầy vô rồi. Thầy vô ngủ ngon nha thầy. Từ từ. Thằng Quý, trời đất ơi, hôm nay nghỉ học một tuần lễ trốn đi chơi rồi mày. Biết chắc bữa giờ đi làm nhiều show lắm không mày? Ê, nhớ ăn uống đầy đủ nha. Quá trời. Mày thấy mọi người quan tâm mày không? Sống trả lời, làm gì mặt buồn hoài vậy? Vụ gì vậy? Nào ông hiếp mày hả? Thầy bị gì? Thầy nói coi ai hiếp hả? Chuyện gì? Thầy bị bệnh nặng lắm, tụi mày có biết không? Ủa? Nói gì? Ủa, tao thấy thầy bình thường mà. Thầy có một khối u ngay phổi. Nếu như mà không chữa trị kịp thời, rất có thể thầy sẽ chết. Ôi. Giờ phải làm sao? Quỳnh, ai nói mày biết chuyện này? Bác sĩ điều trị cho thầy là người quen của tao. Giờ làm sao? Sao mà chữa trị? Bây giờ chữa trị nhiêu tiền? Cần khoảng 100 triệu để mổ gấp cho thầy. 100 triệu ở đâu? 100 triệu ở đâu ra? Trời ơi, em thầy nghe bây giờ. Nó nhỏ tôi tự tin. Dũng, mày dắt tao đi cầm xe đi. Ê, khoan à, giữ đi. Cái gì vậy? Cầm cái đồng hồ tao cầm chút xíu nữa. Đi cầm đi, tao qua nhà bạn tao mượn thêm nữa mày. Không có đủ đâu, để tao mượn thêm. Không, tiền lương tao mới lãnh tháng này nè. Mày cầm giữ đi. Để tao đi mượn thêm mấy đứa bạn của tao nữa. Ai có bao nhiêu thì đưa lẹ ra đi. Không có đủ đâu, tao đi dây tiền nóng. Mày đi à? Dây tiền nóng tiền đâu im. Mày điên hả? Cái chuyện này tụi bay khỏi có lo, để tao lo. Quên. Ê, nó nói về tiền đâu lo. 100 triệu ở đâu ra nó có? Thằng Quỷ để làm quần chúng làm cách ở đó làm như làm nội nha. Vậy lo chạy nó đi rồi biết. Quên. Tụi bay nhớ nhất định phải bảo vệ kỹ số tiền này.
tao vẫn lấy tiền. Lên! Giỏi lắm mấy ơi. Mọi người, vô xếp hết quay cảnh tiếp theo, cảnh nguy hiểm nha. Lẹ lên, nhanh lên. Nè Quỳnh, em có suy nghĩ kỹ về cái chuyện mà thực hiện pháp nguy hiểm đó chưa? Dạ kỹ, anh Nghĩa. Em chắc chắn sẽ làm được. Anh phải tin em nha. Làm anh được nha. Dạ. Ừ. Anh ơi. Anh tin ở em đó. Anh ơi. Hả? Còn cái chuyện hôm bữa. Anh biết rồi, em yên tâm đi. Sau khi em thực hiện xong ca nguy hiểm này, anh sẽ chuyển thẳng vào tài khoản em 100 triệu. Được vậy thì em cảm ơn Nghĩa nhiều nha. Xứng đáng với công sức của em mà. Nè mọi người, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Nhảy từ lầu 10 nhảy xuống nha. Tôi không muốn bất kỳ sai sót nào xảy ra ở đây. Nghe chưa? Quên! Mày điên hả? Mày đã kêu mày nhảy vô từ lầu 10 xuống mày không nhảy nữa. Tụi bậy, đây là cách duy nhất để tao kiếm tiền. Nhưng mà cách này là mày bán mạng mày đó. Mày phải coi trọng mạng của mày cái Quên. Đồ quay bị khùng hả? Nhảy cái này rất là đơn giản, chỉ đứng trên chển rồi nhảy xuống là được thôi. Đơn giản cái gì? 3 năm trước mày làm cách ở đâu mà nhảy từ lầu 6 xuống mà bị đa chấn thương, mày nhớ không? Trên mảnh đất này mày không gia đình, không người thân, duy nhất một mình thầy lo cho mày thôi. Bây giờ mày nhảy từ lầu 10 xuống, thầy già rồi sao thầy lo cho mày? Chính vì vậy bây giờ tao phải lo lại cho thầy. Đó là trách nhiệm của tao. Quay, tụi bay phải tin tao, chắc chắn tao làm được. Không được. Ở đây đi, 5 phút sau tao đáp xuống một cái, anh em mình đi ăn, xong rồi đem về chữa bệnh cho thầy. Tụi bay phải tin tao, tao làm được. Nè, mấy cậu kia làm gì vậy? Cái chỗ hiện trường ta đang quay mà, đi ra. Mọi người chuẩn bị kỹ nha. Mày làm cái gì gọi điện nữa? Tao gọi cho thầy. Thầy ơi, thằng Quỳnh nó đây. Nó đi ra ngoài, nó đi làm. Người ta kêu nó nhảy từ lầu 10 xuống, nó cũng nhảy nữa. Bây giờ anh em tụi con nó hết lời, nó có nghe. Thầy ơi, thầy lại nói chuyện với nó đi thầy. Nó đang ở đâu? Nó ở cái cầu ốc bỏ hoang gần nhà thầy đó thầy. Chỗ nó quay phim nhiều lắm. Thầy chạy cho nó liền.
An toàn, diễn viên an toàn. Em giỏi lắm Lý ơi. Cảm ơn em. Anh cảm ơn em. Anh Nghĩa. Anh Nghĩa ơi, anh nhớ cái chuyện em nói với anh hứa kìa. Anh hứa với em, anh chuyển khoản liền, anh chuyển khoản liền cho em. Em giỏi lắm, em giỏi lắm. Cảm ơn anh. Mấy anh Điên khóc gì ạ? Tao nói tao làm được là tao làm được, thấy không? Phải vui lên, vui lên, vui lên, vì mình có tiền chữa bệnh với thầy rồi, phải phải vui lên chứ, vui lên. Lại đây. Thầy ơi, thầy ơi. Im. Tại sao con cứ gánh con sự nghiệp không nghĩ cho mình? Thầy già rồi, sống nay chết mai mà. Thầy ơi, thầy đừng làm vậy mà. Thầy ơi, cách đây 3 năm, nếu như mà không có thầy là không có con đâu thầy. Không giờ thầy giúp là con đã chết rồi. Đối với con, thầy không chỉ là một người thầy mà thầy còn là một người cha. Mà con không muốn mất cha mình đâu thầy ơi. Hai mắt trơ trơ nhìn trước nhìn sau. Kệ nè 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 nè. Giống bà đó bà nói. Thì bà ở không? Không quá. Kệ lên là nghe ngóng sớm dưới làng trên. Cái số hỏng trong nó chuyện bao đau. Nhiều chuyện á, bán rau gì đâu hả? Thuốc sâu rồi tùm lum hết. Chứ sao bà chở nó chiếu giỡn nè. Cái gì? Bán chiếu giỡn nè. Không hề nghe chiếu giỡn cái gì, còn theo của bà đi. Bớt bớt giùm. Cái chợ thì không ai nhiều chuyện bằng tôi đâu. Có cái chuyện này hú hồn nè, muốn nghe không? Chuyện gì vậy? Chuyện là như vậy. Nghe vẻ, nghe che, nghe dè. Con sáu hôm qua bán cháu bị té u đầu. Thằng chồng u sầu mà chở lên trạm xá. Con mẹ bán cá ở đó bà nghe. Cái tướng mà tè le mà chạy đi khắp xóm. Cái tướng đã ốm mà nhiều chuyện vô biên. Cái thứ vô duyên em đây ghét lắm. Em đây có tâm mà nó đồn là ở dơ. Con quỷ này bơ đơ, nó đồn là trai thẳng. Chuyện gì có sẵn thì kể lại thôi, chứ kể lôi thôi. Em đây rối trí. Rối trí cái mà rối trí. Nhiều chuyện vừa chưa? Nhiều chuyện là mà nhiều chuyện. Tôi chỉ muốn mấy người vui thôi mà. Mấy người không vui hả? Không có vui. Muốn vui hả? Chết rồi. Anh kẹt lớn. Trời ơi, anh kẹt lớn tới rồi. Anh kẹt lớn tới rồi đứa. Muốn vui thì có vui. Chết rồi. Bà có bé con nào muốn chơi?
chạy đi bà con ơi, chạy đi, anh về lớn tới rồi, chạy đi, chạy hết đi, chạy đi. Đi đâu mà dội mà vàng, mà dắp phải đá mà hoàng phải tôi. Thằng kia đừng có tào lao, nếu không tao tán rớt luôn cái mục rồi. Tao tán cho sát mặt luôn. Tao tán cho sát mặt luôn. Tán cho sát mặt luôn. Ôi, chưa thấy cái vũ đoàn nào múa nền làm lên bền luôn múa chính. Ta nói múa chính phải lính quýnh cái dàn múa nền này. Vỗ tay cho dàn múa nền. Đủ rồi. Tụi bay lộn xộn quá. Tụi bay đâu? Dạ. Ghế đây anh Càng. Bây giờ tụi bay còn chần chờ gì nữa? Làm. Dạ. Kéo kéo, mày hay quá. Mở nhạc cho người ta hát mà mở nhanh kiểu này ai hát đột kiểu. Mày có hùng không? Mở lại. Tao hỏi mày có khùng không? Dạ không. Tao nói làm đây là kêu hai anh em tao làm, kêu mày làm à. Ai biết đâu xem ở đợi em lâu nhà đấy em quen. Im. Tụi bay. Dạ. Làm. Dạ. Bài. Quý kéo kéo. Khùng mày. Tụi bay đi à. Tụi bay giỡn mặt với tao à. Thu tiền. Dạ. Em không có tiền, mọi người ơi. Không có tiền mà. Tiền. Trời ơi. Không có tiền. Bên đây cũng không có luôn. Nói chung, bây giờ không có tiền cũng không sao. Vậy thì tao sẽ lập phiên tòa xét xử tại đây. Trời ơi, trời tòa hả? Phiên tòa đòi tiền, xin phép được bắt đầu. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi. Tụi bay. Dạ. Dành móng ngựa. Đại ca, tụi em giành được rồi. Cái gì? Móng ngựa. Trời. Đại ca. Tụi mày có thể ngu như vậy được chứ? Hay quá. Mày giỡn mặt với tao hả? Kéo kéo. Tao nói tụi bay nghe nè. Tại sao? Tại sao vậy hả chú ôn chú ngục? Tại sao tụi bay có thể ngu như vậy được chứ? Cái tên nói lên tất cả. Nói chung bây giờ chúng ta dẹp hết phiên tòa. Dẹp luôn móng ngựa. Dạ anh ăn móng heo không? Gân hay giò? Tao cuốn chả giò vào bây giờ. Đi vô. Đưa sổ sách cho tao. Dạ. Bây giờ có sổ sách đây rồi. Thì bây giờ tao đọc tên ai thì người đó ra đây đưa tiền cho tao. Phiên tòa đòi tiền xin phép được bắt đầu. Xin mời bị cáo thứ nhất. Bà hay néo bán heo nái. Bước ra. Bà ta đua. Là cái gì? Buông tôi ra. Chờ má nó nghe nè. Nãy giờ không ai trói má luôn á. À trời cói. Cái gì bà nói gì vậy? Kệ trói. Ai công nhận cái trí tưởng tượng bà phong phú ghê ha. Anh có khen. Rồi tiền tôi đâu? Ờ tiền gì anh? Tiền tôi qua đây thu hàng ngày đó. Anh ơi, quê của em khô cằn lắm. Ở đó chỉ có chó ăn đá, gà ăn sỏi. Rồi em ăn gì? Em ăn hai tụi nó. Trời ơi. Em ơi. Dạ. Rồi tiền anh đâu? Em không có tiền. Em không có tiền. Dạ. Vậy anh ăn em luôn nha. Anh ăn em hả? Thôi đi má. Tôi hỏi tiền đâu? Em không có tiền. Bắt nó lại. Đừng. Tiền mà đâu? Ủa bay. Phía sau một cô gái. Dạ. Đằng sau quay. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với câu thành ngữ giặt áo cho người xem lưng. Nói không có tiền vậy đây là cái gì? Hả? Bà không nói nhiều nữa. Úp mặt vô tường. Áo Hường bước ra. Hả? Dạ có Hường. Cố lên. Mạnh mẽ lên. Cố lên. Chiều bán trang. Trang bán chiếu. Dạ. Tiền tao đâu? Dạ anh ơi, sáng giờ em bán ế quá không có tiền. Không mấy anh mua chiếu của em về đắp đỡ đi anh. Nó nghe có cầm thêm nải chuối không? Cái đó cũng được nữa. Mày điên rồi hả? Tao nhét chuối vào họng mày bây giờ mày chù tao hả? Dạ không có. Bây giờ tao hỏi tiền tao đâu? Dạ không có tiền. Em khổ lắm. Em nói thiệt với mọi người là em không có tiền. Trong tay không tiền đời mấy ai thương. Không tiền. Không
tiền. Không tiền chứ vậy đây là cái gì? Hả? Em hát trong tay không tiền nhưng mà dưới chân em có vàng. Nó nói đúng rồi. Bây giờ mày trả treo tao đúng không? Tụi bay. Anh ơi. Anh ơi. Đi. Đất cái quần em thiệt rồi. Rồi ta không có tiền làm rách quần người ta nữa. Im đi. Áo Hường giao hàng. Áo vàng bước ra. Trời ơi. Cô lên áo vàng. Chào em. Dạ chào anh. Tiền anh đâu? Dạ em cũng đâu có tiền đâu anh. Ủa em bán gì mà không có tiền? Dạ em bán râm. Rồi sáng giờ có ai ủng hộ em chưa? Dạ chưa, ế lắm anh ơi. Không ai, anh mở hàng giùm em nha anh. Ờ không không không, tiền em anh không dám ủng hộ đâu. Kìa cô bé, em bị bệnh gì hả? Dạ không anh, em khỏe lắm. Em khẳng định với anh một điều là em không có bệnh. Vì ham mê giàu sang kêu bán đi hạnh phúc đời mình. Rồi em theo cuộc chơi mà chẳng ai xem là cao quý. Để hôm nay mình em thầm khóc cho quãng đời tâm tối. Em đã mang căn bệnh thế kỷ. Trời ơi! Hình như có một sự hiểu lầm ở đây. Quỷ heo kéo! Trời đất ơi em ơi! Em mắc căn bệnh thế kỷ mà em nói không bệnh gì hết. Dạ đâu có đâu anh, hiểu lầm á, quỷ kẹo kéo nó hại em á. Đã xấu mà còn xa. Đã si đa xong phải hiến máu. Tôi si đa kéo. Ủa em không si đa vậy em bệnh gì? Dạ em bệnh ho gà. Trời ơi, rồi tiền anh đâu? Dạ sáng giờ lo ho không mà có bán đâu có tiền anh. Thôi anh thiết nghĩ em không cần bán nữa đâu. Em về uống thuốc giùm anh đi. Không cái đó em ho giả bộ á. Em ho giả bộ à, em giỡn mặt với anh à. Bây giờ em không có tiền thì anh sẽ lấy râm của em. Không được lấy râm của em. Trời ơi, tôi sẽ trả râm đi người ta nha. Trả râm đi. Cuối cùng tao cũng lấy được bịch rau râm. Ở đâu có rau râm thì ở đó có chân. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi hay quá. Trời ơi, chú bé diễn thật là minh họa. Ở trong kia trứng đang đây lộn. Một đứa con nít 3 tuổi cũng biết bé bán trứng lộn. Em đâu có lộn. Cái đó em gọi là xanh tô đó anh. Ủa vậy em bán gì? Dạ em xanh tô đây để em bán hàm răng hô. Hả? Trời nó nghe. Dạ. Hết chuyện ở vô chợ này bán răng hô ai mua cha? Minh dữ. Xấu âm chì địa ngục, xấu lục đục gia can, xấu tiêu tan lịch sử, xấu không kiên cử ngày giờ, xấu bơ phờ thành thị, xấu miệt thị. Thôi. Dữ ơi, để sức lát thi em nha. Quá trang đi. Ừ. Nói nghe nè. Dạ. Em ở đâu đến đây vậy? Dạ em bán ở chợ bên kia anh. Trời em bán chợ bên kia mà em không chịu bên đó. Em qua đây một hồi anh thu tiền em luôn đó. Dạ em xin lỗi anh, để em về bên đó lại. Kẹo kéo nhạc. Quay. Hay quá. Trời ơi. Hay quá. Trời ơi. Ây dạ. Nhau lộn đã về. Tấu hề bước lên. Chào em. Dạ chào em anh. Em là. Dạ khoan. Dạ anh nói cái ta hết bất ngờ, em sẽ tự giới thiệu. Dạ anh thiệu với bà con tiểu thương, giới thiệu mọi người. Em tên là anh Thơ Khùng. À Thơ Khùng bán gì? Dạ em bán khung thờ nè. Rồi tiền anh đâu? Dạ em không có tiền. Em có chiếc khung thờ bé bé xinh xinh này tặng anh thôi. Dạ em là Thơ Khùng, xin đại diện tiểu thương chợ tình. Tình ở đây không phải là chợ tình Sa Pa, cũng không phải là tình cha, tình mẹ, tình anh bán chiếu, mà là tình thương của mọi người với mọi người. Ngày hôm nay tiễn đưa anh kèn lớn. Ông bà ta có câu: thu đi để lại lá vàng, anh đi để lại cho nàng bịch tiền đô. Em đã có tiền đô rồi. Bánh ít cho đi thì bánh quy cũng phải cho lại. Em không có gì hơn ngoài nụ hôn nồng cháy tặng anh nơi chín suối. Thôi kìa. Thôi. Đại ca Giao Khùng. Ờ. Thơ Khùng. Hùng đi. Em khùng với em rất là khó. Phải có nhạc em mới hùng. Nhạc. Khung cửa sổ hai nhà cuối phố, chẳng hiểu gì sao không khép bao giờ. Để em khép cho. Ôi,
ghê quá. Nó nghe thôi khùng. Dạ. Nó phải khen chứ sáng ăn gì thúi vậy? Dạ bún mắm đó anh. Anh ăn gì mà hôi vậy? À bún đậu mắm tôm. Thôi ghê quá. Thôi được rồi đi về đi. À, tụi bay trả khung thời cho nó. Dạ trả khung thời cho nó. Dạ trả khung thời cho em. Dạ em đi về. Ấy khùng mới khùng. Dạ. Em khùng mà em khôn quá vậy. Dạ khôn gì anh? À tiền anh đâu? Dạ em quên. Nhạc cho vô cái coi. Anh nè, đây là chút tiền mọn từ lâu em dành dụm, mong anh làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây danh phận có lỡ làng, xin chớ phụ phàng người em gái nhỏ. Em đi nha. Khoan. Dạ. Tiền anh đây rồi, còn tiền em đâu? Em không có tiền. Em không có tiền à? Dạ. Ê, tụi nó nói nó không có tiền rồi tao bay. Dạ. Hốt cái khung thờ của nó. Khoan. Anh ơi, tuy em không có tiền nhưng mà thằng em của em có. Thằng em của em là ai? Dạ thằng em của em nó thấy ghê lắm, nó kinh doanh lớn lắm. Nó ở đâu? Để em kêu nó ra. Masubilami. Hupa hupa. Tên gì? Dạ em tên Thanh. À Thanh à, vậy là em tên là Sĩ Thanh. Dạ không phải. À không phải Sĩ Thanh. À vậy là Phương Thanh. Dạ không phải. Cái này chắc chắn đúng luôn nè. Hồng Thanh. Không phải mà. Ủa chứ em Thanh gì? Dạ em tên là Thanh Khùng. Thanh Khùng bán gì? Dạ em bán khung thành. Vô 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 vô. Ale ale ale. 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 Người ta nói rằng Lâm Thăng xe rớt, mà đâu có ngờ Lâm Thăng vô sâu. Ale ale vô. Ale ale ale. Vô vô vô. Ale 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 ale. Gió bớt về xác sơ những mùi chuối sao hè. Dạ em biết em lạnh rồi mấy anh chị ơi. Thôi bây giờ mình vô vấn đề nóng đi. Dạ sao anh? Tại sao em bán khung thành ở chợ rồi ai mua cho em? Dạ tại vì cha truyền con nối mà anh không nối nó kỳ. Vậy cha em làm nghề gì? Dạ làm công nhân. Hả? Ủa xem nói cha truyền con nối mà. Dạ tại vì cha truyền con nối. Em muốn nối gì em nối à? Ở rồi mẹ em bán cái gì? Dạ mẹ em bán khung. À khung gì? Dạ khung cưỡi á. À, lúc mẹ em bán mẹ em rao sao? Dạ. Dạ khoan anh ơi, nó khùng nó biết rao đi. Em tỉnh em khùng, em tỉnh em nói nè. Mẹ em rao là như vậy. Kẻo cà kẻo kẹt lấy tranh chồng chị quét mắt ra. Mày mà kêu la chị tạc lăng axit. Nóng quá. Yeah, yeah. Thanh khùng. Thơ khùng. Duyên dáng vô cùng. À, nó nghe nè hai con khùng. Khùng mà biết chăn mùng chải chiếu. Ừ. Khùng mà biết ăn hủ tiếu bún riêu. Khùng mà biết nói tiếng yêu I love you ok. Khùng mà biết dắt con người ta ra bờ đê. Điên quá trời ơi. Em ơi em điên quá. Nó nghe hai đứa. Dạ. Tiền anh đâu hai đứa? Tiền gì? Tiền của hai đứa đó. Mày khùng mày trả tiền đi mày. Anh mới khùng anh trả tiền đi. Mày khùng mày trả anh tiền khùng đi á. Mày khùng á. Anh khùng á. Mày cái đầu mày khùng hơn tao nè. Khùng mà biết làm ra tiền. Mày ngu quá tao khôn. Không giờ tao nói tao giấu hết tiền ngay sau lưng quần nè. Cảm ơn hai đứa. Hai đứa mình đều khôn. Thôi nhiêu đó đủ rồi. Anh hỏi mấy người. Tôi hỏi mọi người ở đây nè. Trời ơi. Tại sao? Tôi hỏi mọi người ở đây. Tại sao mỗi lần tôi tới đây thu tiền là mọi người nói không đủ tiền hoặc là không có là sao? Được rồi. Bây giờ mới nói ai thiếu hay không đủ. Hốt hết đồ cho tao. Quá. Anh cho tụi em lụm phụ được không? Được. Dạ có gì làm được làm đó. Đây. Mày có đồ. Nghe. Em anh. Ủa em anh hả? Đây. Lộn. Để lộn. Dạ đây. Đồ đặt qua đây. Đây, đúng rồi, đừng có lấy cái này, cái này bự lắm, đừng có lấy. Thôi đủ rồi. Tao không tin luôn đó. Vậy là kể từ ngày hôm nay tao sẽ là ơi. À, nó nghe mấy đứa. Dạ. Che mặt kiểu này sao anh diễn. Dạ. Lại anh. Náo lên. Kể từ ngày hôm nay tại khu đất này tao sẽ là người cầm trích. À, cầm trích. Ủa là sao?
Trời, sao mấy đứa ngu quá vậy trời. Cầm trịch ở đây có nghĩa giống như nó đại khái cái ý nó cầm mà. À giống như là cầm cân nảy mực vậy đó. Cầm cân nảy mực là giám khảo Việt Hương. Đúng rồi. À, lộn luôn. À cầm cầm a à, cầm kỳ thi quả. Cầm kỳ thi quả là Tuyết Kiều. Ờ chứ cầm đây cầm mà cái à, em biết rồi nè. Em biết rồi. À cầm độn. À cầm độn là mày độn á. Cầm gì? Cái cầm đó người ta nói cái cầm. Cái cầm gì? Cầm thú. À cầm thú là bà đó. Trời ơi, cầm ở đây á. À, cầm ở đây là cầm đồ. Đồ không đâu là ông. Trời ơi, cầm đồ là mày cầm đó. Mày mà rớt trong đây là mày cầm đồ luôn nè, tao thề luôn đó. Tao biết rồi. Nói chung là mọi người không hiểu đúng không? Bà con ở đây có ai coi game show không? Có. Dạ. Thì bây giờ người mà ta tham gia game show á, người ta thi mà ta vô được chung kết á, dạ, người ta giải nhất á, dạ, thì mọi người thường hay gọi là quán quân. Yeah. Xin mời quán quân mùa 2. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với câu thành ngữ nói trước bước không qua. Dạ, đang thi mà tưởng mình quán quân đeo dương điệm cầm cúp giày dễ của hạng ba lắm quý vị à. Một chảo tay cho hạng ba năm nay. Không, không mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, đây chỉ là một giấc mơ thôi đúng không mọi người ơi? Nó làm gì vậy? Ồ, buổi sáng tinh mơ. Tôi vừa nằm mơ đúng không mọi người? Không! Sự thật! Mùa 2 đi vô! Đi vô đây được rồi! Ủa không cho quăng miếng luôn à? Quần chúng đi vô! À. Vô! Vô! Chạy mũi bổ vét luôn! Trời ơi! Trời ơi! Giỡn gì đó đủ rồi! Tụi bay! Dạ! Làm gì vậy cha? Bỏ xuống! Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với câu thành ngữ đất lành con chim mới đậu. Anh đang để em đến vậy? Dạ. Không cần. Tao té ở đâu thì tao tự đứng dậy chỗ đó. Hay quá. Chết rồi mọi người ơi. Chết rồi. Chết rồi. Bây giờ mọi người trả lời tôi đi. Tại sao mọi người buôn bán mỗi ngày mà lại không có tiền là sao? Hả? Không có anh tiền, không có tiền. Cái chợ này thì càng ngày càng ế, tụi em có bán được gì đâu mà lấy tiền đưa cho anh. Đúng rồi đó anh ơi, bán nãy giờ ế lắm, tụi em nhiều chuyện nhưng mà đâu kiếm tiền được đâu mà bán. Này này, anh ác vừa thôi chứ. Đúng rồi, đúng rồi, ác vừa thôi chứ. Đọc gì vừa thôi. Bây giờ nói tụi ác đúng không? Được. Vậy thì ngày hôm nay sẽ ác cho mọi người coi. Nè, quay lên. Nè, Dương ơi, mày vừa phải thôi nha. Tức nước vỡ bờ nghe chưa? Bà con tiểu thương có chống hành võ môn trận. Dạ tiếng ơi. Anh em lập trận. Tiếng ơi ông ba. Lập trận đồ. Lập trận. Xả tiền. Giao cải xả tiền. Giỏi chết đi. Thủ rồi. Ôi bay. Dạ. Gặp trận có xe ô che nắng. Dạ. Mày ta chọi tiếp. Không quậy phá đây. Dạ đây. Báo cáo thờ khùng nguyên soái. Bên địch đang có xe ô che nắng rồi kìa. Hay quá. Vậy bây giờ Sida nữ tướng. Có thật. Bây giờ chúng ta hãy phá cổng thành. Đúng rồi. Dạ. Ôi. Vô lịch Sida nữ tướng. Đó là. Hay quá. Không sợ. Trời ơi. Không sợ. Lên. Sao vậy? Đau quá. Đồ ngu. Trời đâu? Đổi đâu? Lại. Cố lên. Khoan đã. Tui quá. Hả? Tình hình sao rồi? Bên địch đang thất thủ. Chúng ta dùng tiệt chiêu cuối đi Lưu Quân. Được rồi, tiệt chiêu cuối. Chị ngã, em đè. Thank you.
cho nó sắp mặt luôn. Trời ơi, trời ơi, đi đi, mày đi chưa? Chết đi, chết đi, chết đi, mày chết đi, đồ ác độc, đồ ác độc, đủ rồi. Tại sao tất cả mọi người lúc nào cũng kêu tôi ác? Lúc nào cũng kêu tôi ác là sao? Tôi ác chỗ nào mọi người nói đi. Cô đó, lúc con cô không có tiền đóng tiền viện phí, ai là người đã lo cho nó? Còn anh nữa, lúc anh bán chiếu không hết, ai là người huy động cả cái chợ này đi mua chiếu cho anh? Còn cậu, tôi sao? Lúc ba cậu mất, không có tiền lo chuyện mai táng, ai là người đã đứng ra lo hậu sự cho ba của cậu? Thì còn chị nữa, con chị đi học không có tiền đóng tiền học phí, chính tôi đã cho chị mượn tiền kia mà. Ngay cả mảnh đất này ông nội tôi đã để lại cho mọi người buôn bán, bao nhiêu năm qua gia đình tôi có lấy đồng đồng một cắc nào không? Thời gian gần đây tôi đến đây tôi thu tiền là chỉ vì tôi muốn lấy tiền đó đóng tiền điện, tiền nước, tiền bảo vệ, tiền giữ xe cho mọi người thôi mà. Tôi có lấy được một đồng cắc nào đâu. Để rồi bây giờ tôi đổi lấy được gì? Tôi đổi lấy những quán ghét của mọi người. Mọi người nói tôi là đầu ác độc, cường hào ác bá. Và mọi người có biết tại sao cái chợ mình ngày càng ế không? Bởi vì mọi người đang nói xấu lẫn nhau đó. Chị thì nói anh này bán chiếu cũ chiếu rách, còn anh thì nói chị này bán rau không sạch, chị thì lại nói chị này là bán thịt heo thúi heo hư. Ngay cả bản thân anh em cậu cũng vậy nữa. Tôi sao? Không hề, không hề. Phải, người trong một nhà vậy mà còn đâm thọt lẫn nhau. Đâm thọt cái gì? Ai đâm thọt? À, người em thì nói người anh mình ghi đê. Khốn nạn vậy. Mày bước lên tên cùng. Tao ghi đê hồi nào? Mày vừa phải tao chứ. Chiều chiều tao lên chùa, tao bán lá bồ đề. Mà mày bỏ chữ bồ, mày nói chữ đề, làm dân chúng hiểu tao ghi đề. Khốn nạn. Khốn. Anh thôi đi. Bản thân anh cũng vậy nữa. Tôi sao? Anh đi nói em của mình là một thằng bán đồ. Trời, anh ai? Anh nói gì kỳ vậy? Em bán kẹp băng đô mà. Anh đổi thành chữ đồ luôn hả? Trời ơi, anh cũng có vừa gì? Thôi đủ rồi đó, mọi chuyện bây giờ sáng tỏ rồi đó. Mọi người nói đi, ở đây ai là ác? Ai mới là kẻ ác? Tôi không ác, mà miệng đời mới ác. Mọi người làm gì vậy? Thì anh nói vậy rồi mặt mũi đâu tụi em ở đây nữa. Trời ơi mọi người ơi, tôi nói ra những điều này không phải là để đuổi mọi người đi đâu. Tôi nói ra những điều này để cho mọi người biết cái sai của mình. Chúng ta cùng nhau sửa đổi, rồi hợp sức lại xây dựng cái chợ này ngày càng đoàn kết yêu thương hơn. Cũng giống như cái tên mà ông nội tôi đã đặt cho cái chợ này là chợ Tình. Đúng rồi anh ơi, chợ Tình. Dưới cái không gian ấm áp đoàn kết yêu thương như vậy thì phải có một bài hát liên quan tới chữ tình để thích hợp với không gian này. Để em. Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao. Ê khoan đi, khoan đi. Ôi thơ khùng. Dạ. Ngày nào anh không chửi em ăn cơm không ngon hả? Dạ em khùng không làm gì em làm anh. Trời, mở nhạc kiểu đó là sao anh kết? Dạ. Mở lại. Mở lại. Dạ bà con ơi, buôn bán đi. Rồi dọn dẹp lại nha. Buôn bán nè. Chào tình tụi em nha. Và đây là tiết mục chờ tình của thí sinh Lâm Thắng. Em ơi, lần đầu tiên chị mới thấy một cái vở kịch mà em vô bi mà không có ai khóc hết em. Mà cũng không có ai lắng hết, không có ai đi thi mà không có áp lực như em hết á. Em làm như một cái chuyện rất là vui. Và một điều quan trọng nữa là Lê Dương Bảo Lâm ơi, em đâu rồi? Ừ. Hả? Ra sân khấu em ơi. Em ra... Dạ. Trời ơi, tụi chị không thể nào chấp nhận được. Em chỉ là cố vấn thôi. Em làm tới nỗi ông Bảo Trung ông cười rồi ông chảy nước mắt. Tới nỗi mà em cầm cái giỏ ông cũng thích thú luôn đó. Nãy giờ anh tưởng là Dương Bảo Lâm thi. Trời dạ. Anh nhìn lại cái để thấy Lâm Thắng. Tại vì đây là cái thằng bạn học chung lớp diễn viên với em. Mà bây giờ còn một mình nó à, cho nên em dốc tâm, dốc ruột, dốc gan hết, em phụ nó. À là em này là nhờ em phụ mà hôm nay nó mới rớt nè. Trời ơi. Tại vì nãy em nói em chỉ cần yêu cầu nó có giải ba thôi. Lâm Thắng ơi, em đã lời rồi. Em lời là nó trao huy chương, nó cầm cái đời quán quân rồi em chụp hình ngày mai báo chí người ta không có biết. Người ta tưởng em quán quân là em ngon rồi. Hiểu không? Tại vì chị coi tiết mục thì chị không có nghĩ em thi.
tất cả khán giả là gì, họ tưởng là tụi em đang biểu diễn ở một cái chương trình nào đó cho vui vẻ thôi, mà vui thiệt. Không, kịch bản vui thiệt, kịch bản vui quá vui mà tới lúc bi mà không có thở được. Tất cả diễn viên phụ làm vui lắm. Anh cái gì vậy anh, tất cả diễn viên phụ đều hay lắm. Chứ là em giải ba nữa rồi đó. Làm cái kịch thì phải có vai này nâng vai kia, chứ nếu mà một mình làm không được đâu. Dạ anh Tiên có nhận xét cho anh Tiên, anh Tiên là người mà chuốt lại cái đường dây giùm em. Nếu sau này anh có làm kịch nữa anh sẽ nhờ Tiên dựng giống vậy nè. Thắng phải cảm ơn Lê Dương Bảo Lâm cũng như tất cả các bạn hỗ trợ cho em. Rất là một cái sản phẩm mà không khí nó dễ sợ. Thế nay rõ ràng những gì mà anh nói góp ý cho các bạn rồi chỉnh sửa lại khúc cuối cũng như là quá ok rồi. Cho nên anh rất là mừng, rất là mừng. Chúc mừng cho Lâm Thắng. Nó kỳ quá. Vâng, xin cảm ơn đại diện Diệp Tiên ạ. Chị Khải Như, chị thấy như thế nào về tiết mục này chị? Lâm Thắng có một cái màu sắc rất riêng, nhưng cái màu sắc đó không làm cho khán giả bị chán. Giống như ngồi đây nè, mỗi lần Lâm Thắng ra đúng là cái màu của Lâm Thắng đó. Và một cái điều nữa là càng ngày càng thấy cái sự giỡn chơi của bạn trên sân khấu. Có nghĩa là giống như chị Diệt Hương nói đó, là không phải tâm lý thi nữa, sự nhẹ nhàng. Và cái đó là rất cần cho các thí sinh. Ủa anh Lâm, anh cười gì dữ vậy anh Dương Bảo Lâm? Tâm lý hôm nay là nó rớt đó chị. Rớt hay không bây giờ phải hỏi chị Hương với anh Trung như thế nào. Em đóng vai ác, mọi người bên Lâm đóng vai hiền, mà cuối cùng chị thấy cái vai ác thấy tội hơn vai hiền. Tại tuổi vai hiền nó cà chớn quá không chịu nổi. Từ những cái vòng đầu tiên tới bây giờ thì anh Thắng vẫn trung thành với cái màu này, và anh biết nắm bắt như thế nào là thời cơ, và đó là một diễn viên rất là thông minh khi giữ vững cái lập trường của mình. Em thấy là anh Thắng có một cái chiêu bài đó là lấy thịt đè người. Vì lên sân khấu rồi rất nhiều con người, anh hòa trộn vào trong đó, mỗi người một tính cách, nhưng anh vẫn là một người sáng nhất trong tiểu phẩm của anh. Vâng, xin cảm ơn cố vấn đạo diễn Huỳnh Lộc. Vâng, và rất là mong cơ hội đến từ hai vị ban giám khảo của chúng ta. Dạ. Và số điểm của thí sinh Lâm Thắng sẽ được giữ lại vào phía cuối chương trình. Thành ơi, mày ở đâu rồi Thành ơi? Tôi kiếm mày hoài mà không thấy mày đâu rồi Thành ơi. Bữa nay không diễn mày mần mặt chi vậy? Hả? Ủa tại sao cái rạp không mở điện lên? Mày á, tập tành cái kiểu như mày. Giỡn mất dạy à? Thấy gì duyên dáng chưa? Trời ơi, Đức ơi, tôi núp ở đây từ 7 giờ tối chỉ để được đâm Đức một cái thôi đó. Mày á nha, giỡn hoài. Cái tánh của mày tao nói rồi, tập tành không lo tập. Mấy cái đạo cụ của tao tối ngày đêm ra giỡn rồi muốn hư rồi lấy cái gì mà xài hả? Hả? Làm gì à? Kiểm tra giờ hỏi sao mà không rổ. Mày á, chừng nào mày mới nghiêm túc được hả? Đức nói vậy là sao? Đừng có trách tôi, tại tôi là tuổi thiếu niên mà. Là sao? Chừng nào mà tôi là thanh niên tôi mới nghiêm túc được. Không nghe tao nói là thanh niên nghiêm túc hả? Nói thiệt nha. Hả? Bớt nhây lại. Con người mày nhây lắm rồi, tao nói cho mày nghe. Tao với mày cùng là bụi đời. Sư phụ đưa tao mày về đây dạy dỗ mấy cái trò này đi diễn. Bây giờ mày nhìn đi, tao siêng năng tập luyện, tao được đứng trên sân khấu này. Còn mày nhìn lại mày đang ở đâu? Ủa tôi đứng sân khấu này mà. Mày nó giỡn hoài trời. Tao nói là tao được ra tao diễn rồi. Còn mày đang ở đâu? Đứng trong cánh gà. Làm gì? Vỗ tay mồi cho Đức. Không ai mượn mày vỗ tay mồi. Ủa chứ Đức nghĩ Đức diễn ai vỗ tay? Thôi đúng rồi, tao biết tại sao giờ này giờ rạp vắng rồi. Gì? Đưa cái mặt mày đây, đưa cái mặt mày đây. Mày đứng ngay phòng vé. Mày làm hề, mày phát bong bóng cho con nít. Tao vô rạp. Mày nhìn cái mặt mày vẽ y như mấy thằng bệnh hoạn biến thái giết người trong phim kinh dị vậy đó. Vậy đi. Mặt mày giống ai nè, giống cái thằng nào nè. Mặt mày y chang thằng Trấn Thành trong cái phim mà bí mật bật mí bị mất vậy đó. Y chang luôn. Bữa đi ngang gặp phim thấy cái poster nè. Ủa gì nói vậy ghê lắm hả? Thì ghê. Ê không, mấy người tôi bỏ nha. Bỏ đi. Bồi tôi vẽ mặt khác được không? Mặt gì? Rồi tôi vẽ mặt anh Đức trong chương trình Ba Đù được không? Đúng rồi. Ra ngoài tao mệt quá à. Tôi lại Đức, không phải tôi muốn đèo Đức đâu. Đức ơi, cho tôi thể hiện mình đi Đức. Mà mày làm được cái gì rồi? Biến bồ câu nha.
Biết bồ câu phải không? Ừ. Chắc chưa? Dạ. Đừng làm tôi thất vọng nữa nha. Ngon lành nha. Làm đi. Đây. Chuẩn bị. Đây. Vậy bây giờ anh ta làm gì? Anh ta làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì? À, anh ta vỗ tay, vỗ tay quý vị ơi. Và bây giờ dư trong tay anh ấy sẽ tung bay lên một chú chim bồ câu. Nói chút để tôi giỡn mày là thiệt luôn á. Đức ơi, tôi xin lỗi Đức mà Đức. Đi ra đi. Đức ra đi, Đức nghe tôi nói nè. Tôi quỳ xuống đây tôi xin Đức luôn Đức. Đức cho tôi một cơ hội cuối rồi mất. Tôi quá đam mê thiệt. Tôi quá tập mà tại vì nó không có vô cái đầu tôi. Tại tôi ngu, tôi hiểu. Đức cho tôi một cơ hội cuối cùng nữa Đức. Một lần thôi Đức, tôi năn nỉ tôi lại Đức mà. Tôi thề luôn. Tao nói thiệt mày luôn á. Đức ơi. Tao thương mày lắm. Đức ơi. Nên tao mới không bỏ mày. Mà mày làm tao thất vọng về mày hoài luôn. Không Đức ơi, một lần thôi Đức. Một lần thôi Đức. Quá. Cả tháng nay tao tập tiết mục mới rồi. Tao muốn mày tập chung với tao. Nếu mày chịu tập đàng hoàng, sau tiết mục này mày lên luôn. Ủa, tiết mục gì? Tao đốt mày. Lên luôn. Lên bàn thờ luôn. Tao học rồi. Có kỹ thuật hết, phải tập mới làm được. Mày muốn cái là mày được nổi tiếng liền hả? Ủa, nếu vậy là Đức tính toán hết rồi hả? Tính hết rồi. Ồ, có nghĩa là như vậy là người ta sẽ khen Đức tài, Đức giỏi. Tao hô biến. Ủa, vậy Đức lên chứ tôi đâu có lên. Ê, mấy tôi đốt Đức cho được không? Ờ ha, tao nghĩ lại là đúng rồi. Mày phải diễn mày mới lên được. Mày đốt tao. Kỹ thuật tao nắm. Ok. Vô. Làm. Thế? Từ từ chứ mày làm gì vậy? Cấp quá, trời ơi, sự nổi tiếng đã đến rồi, tôi. Đợi tao chút. Đêm nay tại rạp Xích Cười Xuất Diệt, ảo thuật gia La Thành Béo Nghệ sẽ biểu diễn tiết mục nướng heo quay. Rồi. Hả? Rồi, chuẩn bị ha. Xong chưa? Bị vô nè. Chuẩn bị lâu quá. Ai? Điền cướp hả bà? Đồ bảo hộ. Đồ bảo hộ hả? Vậy cho nó ăn toàn. À vậy hả? Vậy giờ tôi làm sao? Rồi bây giờ tao chỉ mày nè. À bây giờ là rốt rồi. Uê! Cái gì vậy? Uê! Chạy! Bà đây! Mày làm cái gì? Chạy! Cứu đi! Chạy! Hậu này! Dạp lửa! Dạp lửa đi! Chạy! Cái gì vậy? Chạy! Đánh lên! Mày làm cái gì vậy? Mày điên hả? Ê, mày sống dai ghê mày. Lửa lớn vậy mà chạy được mười mấy vòng luôn hả bà? Mày yên tâm đi. Tao hứa với mày, cái chết của mày chỉ là một tai nạn nghề nghiệp. Mày đang chết! Mày hiểu chưa? Tao hiểu rồi. Mày hiểu rồi thì tốt. Hả? Hả? Ủa là sao? Sao mày ở đây? Ủa là sao? Mình chịu lòi cái mặt của mày ra rồi hả Thành? Tao coi mình như anh em. Tao biết cái tính của mày ham chơi. Tao vẫn không bỏ mày. Tao không ngờ mày đối xử với tao như vậy đó hả Thành? Hả Thành? Mày nhìn thằng Đơ đi. Nó mới vô đoàn được một tháng. Nó đi phát tờ rơi. Nó tên Đơ hả? Thằng Đơ đó. Sao tao không biết? Họ tên Cách Ca Đơ. Nó chịu khó lắm. Năn nỉ tao hàng ngày. Chứ tôi dạy cho nó một tháng thôi. Nó thành công rồi đó. Mày nhìn lên mày đi. Mày là thằng đạo đức giả.
mày đừng có mà đặt lên mặt dạy đời tao. Mày nói sao? Mày biết hết kế hoạch của tao hả? Mày biết hết âm mưu của tao hả? Ủa? Vậy sao từ trước tới giờ mày lại giúp tao? Tao coi mày là anh em. Thằng chó, đang cãi lộn ai gọi cái nhạc lên như yêu nhau vậy trời. Mày nghe giống nó luôn hả Đơ? Đơ, Đơ ơi, sao Đơ với Đơ? Thành ơi, Thành ơi, Thành ơi, mình đi, mình đi, Thành, bình tĩnh đi, mày bình tĩnh đi, để tao tìm cách. Đưa điện thoại đây, đưa điện thoại đây. Mày làm gì vậy? Tao với mày làm sao mà cứu được người ta? Mạng người đó. Mày gọi đi, gọi người lại cứu đi. Trời ơi, alo, được, cảnh sát hả? Được, ừ, ở Rạp Cước, ở Rạp Thiết mới có một vụ án, nó đốt người ta đến chết. Nó tên là Đức. Tôi đã giữ nó ở đây nè. Mấy anh tranh thủ tới sớm kìa. Rồi. Mày bày ra cái trò này, mày là chủ mưu thì mày phải chết. Sao? Tức lắm hả? Mày đừng có tức. Người ta nói sinh nghề tử nghiệp. Bye bye. Rạp Xiếc để lại cho tao. Hả? Khốn nạn. Thằng khốn nạn. Cuộc đời của ảo thuật gia La Thành là như vậy. Tôi không đạp ai để đi lên, mà tôi sẽ chờ người ta vấp ngã rồi tôi đi qua thôi. Ê, đổi chỗ đi, đổi chỗ đi. Ủa vụ gì vậy? Cảnh sát điều tra kỹ lại rồi, nó chết là do bị chết cháy, mà cái người châm lửa là mày. Ê, nhưng mà ê, đừng cứu tao. Vậy đó, đó vậy đó. Hết rồi ba, làm quá à. Xin cho một tràng vỗ tay nữa cho anh Hoàng Cát xin ạ. Mày ơi, Đang đi. Mày ơi, dạ không nổi đâu. Mày ra động mới nóng người mới bớt lạnh được, mày hiểu không? Khởi động nãy giờ đó, bớt lạnh đâu. Rồi, lạnh lắm hả? Lạnh lắm rồi. Vô đây. Làm gì? Mày vô. Hả? Mày vô mày. Sao? Vô. Vô. Gì hả? Ông ta. Cái này hay quá ta. Trời chứ sao? Ai chỉ mày cái này vậy? Mẹ tao. Hay quá. Trời, giỡn vậy. Ai chỉ mẹ mày vậy? Ba tao. Hay quá. Trời, hay mà. Quá. Gì ba? Mày khùng mà. Vậy? Mày nghĩ sao? Ba mày chỉ mẹ mày cách này, bây giờ mày chỉ tao. Ý mày là sao? Cái gì? Ủa ba nghĩ ở đâu vậy ba? Con chỉ muốn cho ba đỡ lạnh thôi ba. Ba nghĩ sao vậy? Thôi đi, tao không chơi thằng biến thái với mày. Cái cũng làm sao? Không chết hả? Không. Điên. Ây da. Tự nhiên bị té. Điên. Ông nào. Lại quá. Ông nào.
Đừng có ngại mấy cái chuyện này, mày hiểu không? Thôi thôi, miễn sao mà qua được cái mùa đông này thôi, mày đừng có ngại mấy cái chuyện giới tính này, cứ bình thường đi nha. Mấy giờ tao chịu không nổi đâu mày ơi. Lạnh như này mà cả tuần nay mình đi ăn gì đâu. Cứ cái tình hình này kéo dài nha, tao với mày không có chết hết đâu, chết đói trước. Bây giờ anh em tìm cách gì đi. Tìm gì? Như này không, tao chịu không nổi đâu. Mày có thấy cái thứ đó thấy không? Thấy. Nhưng mà tiếc quá, bởi chỉ bây giờ có mắm tôm với củ riềng thì hay biết mấy. Mày tào lao. Bánh mì mắc gì ăn củ riêng. Ủa mày nhìn bánh mì hả? Hả? Tao nhìn con chó. Mày khùng quá mày ơi. Ở đây giết chó cũng như giết người đó. Để tao, tao nhìn bánh mì tao chịu hết nổi rồi. Trời, sức mà sức nào mày giờ không lại con chó hả? Mày ngon lắm. Mày đừng chỉ mày là chó mà ăn hiếp người ta. Ê, sao mày ngược ngạo vậy mày? Mày dành đồ ăn cho con chó không được mày chửi nó là sao? Tao nói mày rồi, bây giờ á, muốn dành đồ ăn của con chó thì mày phải hiểu tập tính của con chó, sở thích của nó là cái gì, thì mày mới tiếp cận nó được, mày lấy cho nó dễ dàng. Để tao. Hay quá. Mày làm gì vậy? Con cái cái gì? Thông minh quá ơi. Bây giờ tao biết chơi chó là chơi sao không? Lấy lẹ đi mày, tao đói lắm rồi. Mày nhớ mặt mày đi. Ê, mày có nghe nó nói gì không? Không, không, đâu nghe gì đâu. Anh học chứ, tao bị sẵn, tao bị sẵn. Lẹ đi. Làm gì vậy? Ăn đi. Hả? Ăn đi, nhường. Ăn mì gì á? Đừng có bánh mì gì mà như cục sắt vậy mày. Trời ơi, bánh mì đập. Ê, sắc cây sắc. Mày có cách gì không? Cách gì nữa, bây giờ nhìn đỡ đói chứ biết sao. Bây giờ với tình hình này mình chịu không nổi đâu. Đi qua chỗ tao ở được không? Tao bảo này qua bên bển ở á, bảo đảm mày có người cho mày ăn. Tới giờ ăn là kêu mày ăn, tới giờ ngủ là kêu mày đi ngủ. Đã vậy? Đã lắm. Đi. Đi đâu? Đi tù. Mày điên à? Điên cái gì? Tao ở ngoài có tự do, tao không thích đi tù đâu. Khùng. Tù lắm. Vô trong đó có người đó cho mày ăn mày ở. Bây giờ tao nói mày chỉ cần kiếm cái tội là mày phạm nhẹ thôi, mày ở chừng 2 tháng hết rác mày ra. Đi tao lẹ lên. Mày khùng quá, tao không đi đâu, tiên bắt tao vô tù. Trời đất ơi, bây giờ mày đi không? Tao hỏi mày đi không? Đi. Tại mày là bạn tốt của tao thôi. Trời ơi, dứt khoát vậy luôn hả? Ừ. Bây giờ muốn đi đúng không? Đi. Trời sĩ. Gì vậy? Quỳ lại ân nhân đi. Ờ, quỳ lại. À. Bảo đảm với mày, vô tù được hay không là nhờ cái ổ bánh mì này. Gì? Mày thấy cái cửa là kia không? Cái nhà có cái cửa kính là kia, thấy không? Thấy. Coi tao nè. Đi tù là cái chắc. Tội nhẹ nha. Tội đi tù là tội nhẹ thôi. Đứng lại. Hai anh nãy giờ đứng ở đây đúng không? Ừ, đúng anh. Dạ. Vậy hai anh có biết ai là người cho ổ bánh mì vô cửa kính hay không? Dạ biết. Tôi. Là ai? Tôi. Tôi không một lần nữa. Là ai? Tôi. Hai anh đừng có giỡn mặt với tôi nha. Hả? Chỉ có một ổ bánh mì mà hai người cùng chọi là sao? Hả? Là ai? Tôi. Hai anh định bao che cho nhau đúng không? Thôi được rồi. Lucky. Giỡn gì vậy? Ê, cái con này quen quá ta. Hồi nãy mày chơi chó với tao đúng không? Nó mới nói chuyện tao đúng không? Nó nói gì? Không, chắc là tao sẵn. Đây là con Lucky, luôn đi theo bên tao. Và đây là ổ bánh mì của con Lucky. Nếu nó ngửi được mùi của ai, người cuối cùng cầm cái ổ bánh mì này thì đó chính là hung thủ. Hai người đợi đó. Lucky.
You can see me, you can see me, you can see me. đến đây danh, đến đây danh. Có nhớ hồi nãy anh đánh em không? Anh cho em một hai cái chỏ để cho em biết thế nào là để đổ anh giật đồ ăn của em. Bây giờ hửi anh đi, hửi anh rồi chỉ anh tống anh vô tù, nhanh lên, tống anh vô tù. Thì ra anh chính là hung thủ. Đứng dậy. Yeah, đi tù rồi. Đừng có nói nhiều, đi theo tôi. Bắt ta đi. Ta biết. Ta đi đây. Muốn vô tù đâu có dễ. Cái gì vậy trời? Cái gì làm sao? Trời đất ơi. Ủa cái này con tôi bày ra mà sao không bắt tôi vô tù? Bắt thằng đó vô tù làm sao? Trời đất ơi, bây giờ phá hoại tài sản cũng không được vô tù hả? Vậy thì gây thương tích cho người vô tội. Bây giờ thằng nào mà xuất hiện ở đây bất thình lình là thằng đó xui dữ lắm. Ta sẽ cho một hai cú đánh vào mạng sườn trái, một hai cú đánh vào mạng sườn phải, lên gối một hai cái gọi là chuẩn bị tinh thần chú tộc ha. Ok, quýnh thằng đó chắc vô nhà thương luôn, quá chứ vô tù gì. Ra đi, đối thủ xứng tầm của ta, ra đi. Ào đâu, xuất hiện đi. Bắt tôi lại. Tao lấy người vô tội. Em lấy người vô tội nè. Mày. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã bắt giùm anh thằng ăn cướp. Cảm ơn em. Em giỏi lắm. Cảm ơn. Mày đi. Đi. Đổi không? Đổi chỗ không? Đây, thằng ăn cướp chạy rồi, bắt nó lại. Muốn vô tù đâu có dễ. Tại sao vậy? Trời ơi, sao mà ngược ngạo vậy? Bây giờ muốn vô tù mà khó lên như vậy sao? Trời ơi. Đánh người không được thì bây giờ cưỡng hiếp. Ở lâu hơn một xí mà chắc chắn phải vô tù. Bây giờ coi như cô gái này xuất hiện ở đây là cô gái nó xui dữ lắm rồi mới gặp ta. Cô bị cái gì vậy? Tôi với cô không quen biết với nhau. Nãy giờ tôi đang xúc phạm thân thể của cô, tại sao cô không lao lên chỗ bắt tôi? Con làm gái ba ơi ba. Trời ơi, không có giấy tờ mà lao lên trong bắt con hả? Bây giờ không có ổng nè, là mày chết mày với tao. Tao với tao mày. Làm gì vậy hả? Làm gì vậy hả? Hả? Cuối chùa hả mày? Hả mày? Hả? Ở đâu ra miễn phí mày vô mày làm gì mà sao trẻ tao vô đẩy giờ vậy mày? Hả? Tiền đây. Đưa tiền đây. Không đưa. Cô la đi, rồi tôi đưa tiền cho cô. Mày điên hả? Tao nói tao không la được, mày bắt tao la hoài vậy? Cái thứ gì làm gái mà không biết la?
Mày phải hiểu tính chất công việc của tao nha, tao làm không bao giờ tao la hết nha mày. Nè, tao nói cho mày biết, bây giờ đưa tiền tao hay không? Tao không đưa. Mày làm gì tao? Mày đưa không? Không. Ok, tao thiếu mày luôn nha, tao cho mày luôn. Khỏi đi, đi luôn, mày đi cho tao. Đừng bao giờ để tao gặp cái mặt của mày, nghe chưa? Nghe chưa? Tao đã gặp rất nhiều người vô gia cư mà chưa bao giờ tao thấy được cái thằng nào mà khốn nạn, bỉ ổi, đê tiện như mày. Cô nói gì vậy? Tao nói mày đê tiện đó, tao chửi cái bản mặt của mày đó. Tôi cấm, cô xúc phạm tôi. Cô làm gái, cô lấy tư cách của cô xúc phạm tôi. Lại cho bà. Nè, em lấy em nói là chị không được xúc phạm em. Nè, chị lấy cái tư cách gì tôi là người vô gia cư, chị biết cái gì vậy em? Em có đi làm chứ bộ, nhưng mà em làm ở đâu người ta đuổi cái chỗ đó, khổ lắm. Mà em có làm gì sai đâu, em cũng quên đi trễ thôi mà. Chị im đi, đừng có phỉ báng người khác như vậy. Người ta cũng muốn sống tốt mà. Mày muốn tao cắn mày để mày đánh tao rồi mày được vô tù chứ gì? Mày nói tới vậy tao giờ tao mới nghĩ ra luôn á, cắn tao đi. Coi chừng nó cắn bây giờ nó lại. Mất dạy. Ê, anh có sao không vậy? Hả? Chết rồi, chạy máu rồi, chạy máu rồi, chạy máu rồi. Qua đây, để tôi, để tôi, để tôi. Đây nè. Tránh ra đi. Anh có sao không? Để tôi coi. Tránh ra đi mà. Để tôi coi, anh chạy máu rồi nè. Đừng coi, cô đi ra đi. Đi thì đi. Đi đi. Đi thì đi, trả đây. Ghét. Cần cái khăn. Người đặt lạnh muốn chết còn xào xạo nữa. Cái chân có sao không? Đáng là tôi phải bỏ mặt anh rồi đó. Thứ người như anh đó. Anh xúc phạm phụ nữ hả? Hả? Tại anh cứu tôi vì tôi mà anh bị thương vậy nè. Chứ anh đừng có hồng cho mấy cái này vậy. Quá. Bây giờ chửi tôi cho đã đi. Lạnh không? Anh ôm tôi cho đỡ lạnh nè. Máu nghề nổi dậy hay gì vậy? Nè, tôi đang thương hại anh đó nha. Không lợi dụng tôi nha. Anh lạnh quá, anh không lợi dụng tôi thì thôi chứ. Vừa vừa phải phải thôi. Nói gì thì nói. Xúc phạm nghề nghiệp của người ta. Xúc phạm đâu? Qua cái mùa đông này mình đi ra ngoài mình kiếm việc làm đúng không? Ở ngoài đây tự do tự tại, anh không muốn, anh muốn vô tù là sao? Rồi chứ, là ước mơ của tôi. Ước mơ cái gì? Giờ nè, nói chuyện của cô nè. Chuyện của tôi gì? Ừ, cô làm vậy á. Ủa, cô có đi thiếu không? Hả? Hỏi có đi thiếu không thì đi, còn nếu không đi thiếu thì thôi, người ta không đi chứ có gì mà mình. Để cho khoát là không thiếu không? Không. Góp lại lời nha. Anh nói cái gì? Góp đi. Góp hả? Bị điên hả? Anh hứa anh sẽ từ bỏ ước mơ đó. Dẹp cái trò mua gái rẻ tiền rồi đi nha. Yeah. Ôi chứ mắc gì tôi đang chia sẻ cuộc sống quá khứ của tôi mà kêu kêu cái mỏ của anh vô làm cái gì? Rồi, làm quê quá. Nãy giờ nói tới đó rồi, hiểu chút chút gì chưa? Hiểu mà. Tôi còn hiểu nhiều hơn ở cô nữa kìa. Hiểu gì? Tôi biết cô muốn gì. Một chiêu xài hai lần. Rẻ tiền kêu bỏ, không bỏ là không bỏ à?
vừa phở thôi, đi ra, đi ra đi, làm ơn đi, làm ơn chú khách đi. Mình lâu á. Nói chứ tôi biết rồi, tôi hiểu ý của cô. Cái đó là ước mơ ngu si, ước mơ của những thằng lười biếng. Còn bây giờ á, cảm ơn cô rất là nhiều. Cô đã cho tôi suy nghĩ theo một hướng tích cực hơn. Không như vậy nữa, tôi đi nha. Khoan. Hả? Đói bụng lắm phải không? Ờ. Nè, có tiền cái gì vậy? Cầm tiền đi kiếm cái gì ăn đi, rồi suy nghĩ lại đàng hoàng, biết chưa? Cho tiền tôi hả? Ừ. Nhưng mà bị rách rồi. Bà nói nó nãy lo chạy xô không kiểm tra cái thằng khách nó. Hàng thiệt. Đây nè. Rồi đó. Đây đi. 3 đồng hả? Ừ. 3 đồng mua gì ăn được? Đó. Hết chỗ nhét rồi ông nội. Trời ơi. Đi đi. Đi đi. Tôi đi á. Em ơi, nghe em nói nghe nè. Cái gì? À, 10 đồng này anh hiểu rồi, sĩ diện nữa anh sẽ cất. Anh hứa là sẽ ăn uống đàng hoàng, rồi sẽ có sức khỏe, sẽ trụ qua được mùa đông năm nay. Còn em cũng phải ráng trụ qua mùa đông năm nay nghe chưa. Rồi mùa xuân tới em phải nhớ ra đây đứng đường tiếp. Anh hứa anh sẽ là vị khách mở hàng đầu tiên cho em mừng xuân mới. Anh hứa tình yêu của chúng ta bắt đầu từ một lần em đi khách. Anh yêu em. Yêu thiệt á. Yêu lẹ vậy ba? Tình yêu sét đánh mà. Bắt tôi lại. Thật chó. Ghi mày. Mà tao. Bắt tôi lại. Bắt tôi lại. Cảnh báo, cảnh báo. Có người bị thương, có người bị thương. Em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, tại sao vậy? Trời ơi, tại sao khi mà anh hiểu ra tất cả mọi chuyện, anh hiểu là ước mơ đôi khi rất đơn giản, ước mơ chỉ là sự tự do, nhưng mà tại sao lại ra đi giúp em không gọi biết tên của em, anh chỉ biết em làm gái thôi, tại sao vậy? Tôi lại đi, mọi người ơi, ước mơ đơn giản là mọi người ơi, tại sao? Tôi dậy đây, tôi dậy đây, tôi dậy đây mà. Em ơi, kêu cấp cứu đi ba. Cấp cứu, cấp cứu. Tiệp Hồng ra hát mà duyên phận là sao? Miễn sao hát vô nhạc thôi chứ. Kệ đi, nó sáng tạo mà. Trời ơi, sáng tạo. Cái vụ mà làm bánh sinh nhật đâu? Bánh gì? Kem đâu? Thì bánh... Hả? Chết, quên, 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 quên. Bánh kem đâu? Bánh kem anh biết thì đâu đâu? Đưa cho rõ ra. À, bánh kem, bánh kem, bánh kem. Trời ơi. Kem ta mà anh giấu rồi. Ai biết giấu cái gì? Quý yêu không mà bánh kem của ta cũng giấu nữa. Dễ thương ha. Trời ơi. Đẹp không, đẹp không? Ai ai mua bánh kem đẹp quá vậy? Cái gì mà đùm bén ngoài vậy bay? Chỗ chậm, chậm, chậm. Nhớ mùa chớm chớm trước, mùa chớm chớm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng. Một chàng thiếu niên nơi đô thành tìm xuống dính lòng thầm bàn hiền. Chào chị em bạn hiền. Dạ, chào, dạ chị. Chào chị. Làm gì âm sùm vậy mấy cưng? Dạ không có, tụi em nói chuyện chơi với nhau chút xíu à. Lệ Trinh Trinh. Dạ. Lệ Tân Tân. Dạ. Sinh nhật dạ sinh nhéo con nào? Em thề với chị là không có sinh nhật ai hết. Dạ. Hai liền, sinh nhật con nào nắm đầu ra đây cho chị. Con này, con này nè. Thank you.
vậy mà bấy lâu nay chị quên mất. Chị tạ ơn mấy tỷ muội. Ăn bánh kẹo thôi. Ăn bánh kẹo nha. Ngon lành gì nữa đâu ăn. Người ta đang giả bộ người ta giấu rồi mà chị ra chị chửi quá, chửi hết vui thôi nè chị. Ủa à, ý là sinh nhật mình phải bất ngờ á hả? Cái gì nữa? Không sao, làm lại. Chị giả bộ chị xóa sạch trí nhớ không nhớ gì hết trơn á, trời hết trơn á. Chị vô nha, chị bước vô giả bộ chị không nhớ sinh nhật chị luôn, không nhớ biết tổ chức sinh nhật chị luôn á. Chị bước ra, giả bộ chị dấp té một cái. Cái em đỡ chị lên, em nói lời tha thiết. Chị ngã em nâng. Cái chị vừa quay qua đây cưng nói với chị một câu tha thiết. Happy birthday. Còn mấy đứa kia nó không làm gì? Vỗ tay. Đó. Nhớ kịch bản chưa? Dạ. Rồi, chị vô làm lại. Chị không nhớ gì trơn trời á. Vô. Mọi người ơi, đang làm cái gì vậy mọi người? Trời ơi. Mọi người đang làm gì vậy? Đâu làm gì đâu. Đâu làm gì đâu không à. Đi đâu làm gì mà. Không phải mọi người tổ chức sinh nhật cho chị hả? Mấy đứa ơi. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Đi 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 đi. Rồi. Rồi, mấy đứa. Dạ dạ. Làm gì nữa nè? Ướt đi. Ướt nha. Ướt đi chị, ướt gì vui. Cuộc đời chỉ khổ lắm. Ủa đang vui buồn ngang thì mày. Buồn chứ em. Chị sanh ra như vậy chị buồn lắm. Hiểu mà. Chị mới bỏ nhà chị đi. Trời ơi. Chị làm đủ thứ công chuyện hết. Chị gom góp một số tiền, mở ra cái gánh hát này cho tụi em có nghề sinh sống. Dạ cảm ơn. Có phải dễ dàng kiếm tiền đâu phải không mấy đứa? Đáng buồn không? Dạ. Không nghe ăn vậy trời. Trời ơi, vui lên sinh nhật mà. Kể nghe, chị nghe vui. Trời ơi, dạ, vui. Hát bánh kem hiểu không? Chị nhớ lắm cưng. Hồi đó ai cũng có một lần tổ chức nhật trong đời mình mà. Dạ. Ai cũng có sinh nhật trong đời mình hết trơn hết trọi đó. Biết sao không? Kiểu như là, chị nhớ bánh kem của mẹ này nè. Lúc mình còn nhỏ đó cưng. Là thôi nói. Là má chị là tổ chức nhật cho chị luôn. Ba má thương chị lắm mày ơi. Đó, thương thiệt có mặt chị, này chị. Chị đánh em được không chị? Đánh chị mới nhớ chuyện gì kể được hiểu không? Má chị làm sinh nhật cho chị thôi nôi một tuổi đàng hoàng bộ thiệt rồi. Đau tay thiệt rồi. Bánh kẹo bị trang gì luôn à. Nhớ lúc thôi nôi mà kiểu như là con nít mình còn nhỏ cái ba má mình dọn cái mâm ra đổ đủ thứ lên trển hết bóc chúng cái gì làm ngày đó nhớ không à. nhớ chị bóc gì cây lược. Trời ơi, bóc cây lược là đại diện cho nhan sắc sắc đẹp đúng không? Đúng rồi. Hèn gì giờ đẹp quá trời nè, chị đẹp chị hằng nghe vậy đó. Trời bảy nhìn mặt bả như thỏ ngọc kìa. Đâu dám đâu, em thấy chị giống chú cụi hơn. Nó nghe nè, bây giờ á, hồi đó bóc cây lược xong ba chị tức cái bộ. Nói đàn ông con trai bóc cây lược nữa điệu đại đàn bà rồi sao. Ông tức, ông ra đường ông kiếm cục đất sét bữa chán nè. Ông nhét vô tay chị. Ý là đàn ông con trai phải rắn rỏi mạnh mẽ như cục đất gì đúng không? Cái chị cũng bơm cục đất sét vô người. Cái chị nặng búp bê chị bồng. Trời ơi, công việc chị khéo dễ sợ luôn nha. Không sao, chuyện đời của chị. Chị kể rất là lạc quan, mới đầu quen mấy chục năm rồi, quên rồi. Dạ. Giờ có chị có điều ước gì, Giờ chị ước hả? Chị ước mong sao mà mẹ chị đó. Giờ chắc mẹ chị cũng yếu rồi. Mong sao mẹ chị đừng lo gì chị hết trơn hết trọi đó. Coi chị như người bình thường ngoài đời đi. Sống yên vui tuổi già được rồi, hiểu không? Dạ. Ăn bánh kem. Dạ. Ăn bánh kem. Dao đầu cát. Lấy dao. Bé này, công sức tụi em á. Hùng đừng cắt vô mua tặng chị đó nha. Trời. Mày chém tao hả? Đâu có, trong đồ mình nghèo quá, có cây dao mình xài thì tập quá mà chị. Đúng rồi, cây dao này ngày nào cũng gọt trái cây chị ăn mà. Không, chị bình tĩnh, đoàn mình có cây dao xài mọi chức năng. Cây này bữa em vũa móng đó chị. Trời ơi, vũa móng còn đỡ, chị lấy cậu râu đó cưng. Sao cắt nha. Dạ. Hồi hộp quá. Dạ. Cắt đi. Cắt đi. Mạnh mẽ lên. Tao cắt cổ tao à. Kỳ ghê vậy đó trời. Cắt. Chị Diễn á, chị Diễn á mấy cưng. Hết hồn à. Còn mới làm hết hồn à. Ghê. Cái bánh kem đi, nó bụng quá. Bây sao dẫn mặt với chị quá. Nè. Cái bánh kem nha. Dạ. Hồi hộp. Đây. Trời ơi. Ý. Chè bánh lọt nè. Quà của chị hả? Dạ. Không sao. Có chè ngọt ngào như tình chị em là vui rồi. Quên lòng nhiều. Mỗi đứa cầm bịch ăn chơi chung sinh nhật chị nha. Dạ, cảm ơn chị. Nè, cho con bịch lệ chinh chinh.
Lại vé nè. Cảm ơn chị. Lại nước. Lại tân tân. Dạ. Tội nghiệp mấy đứa này thiệt á. Thôi chúng vui chị nghe. Rồi tao ăn cái gì bay? Rồi tao ăn cái gì? Có bốn bịch tao ăn cái gì bay? Em phụ chị. Đường đường thương đau đầy ải nhân gian. Cưng bấm nhạc. Đừng bắt chị theo tông cưng. Cưng phải theo tông chị. Đường đau thương đầy ải nhân gian. Ai chưa qua chưa phải là người. Trong cõi đời cười ra nước mắt dừa nhiêu đó thôi được rồi mấy cưng à. Thôi biết sao đồ mình đế nữa chị. Thôi nói chung bữa nay sinh nhật cho tôi tổ chức vậy là vui rồi. Dạ. Nãy giờ hửi ngang ở khói vui rồi. Dạ. Thôi chuẩn bị khán giả vô mình làm nghe. Dạ đúng rồi. Dạ. Tụi bay khách vô khách đập nát chỗ này cho tao. Bảo vệ, bảo vệ chị, bảo vệ chị. Tao tới đây kiếm bầu đoàn. Bầu đoàn đâu? Ôi trời. Cái gì vậy? Nhổ tóc mai chị, nhổ tóc mai chị. Nhổ tóc mai chị. Thôi anh ơi. Anh ơi xui quá, chị chết rồi. Hay là ngày mai anh rảnh á, anh quay lại anh kiếm chị được không? Bây giờ tan gia tụi em đang bối rối nha anh. Chị. Bà giỡn mặt với tôi hả? Bây giờ sao? Bà có trả tiền cho tôi không? Hồi nãy em cũng chết nhưng mà em chết lâm sàng anh à. Lâm sàng hả? Bây giờ tôi cho bà lâm trận luôn nè. Bây giờ bà có trả tiền cho tôi không? Anh ơi, không ấy về anh nhắn chị Hai Lụa đó. Để tối nay tụi em mở gian hàng ra bán vé cho khán giả. Rồi mai em gom tiệm trả chị Hai Lụa đứng đầu tội nghiệp tụi em. Dạ, dạ. Đúng bà giỡn mặt với tôi hả? Có trả không? Không trả tao đập đoan. Nè, anh nói chuyện cho đàng hoàng nha. Đoàn tụi tôi không muốn đập là đập nha. Muốn cái gì nói chuyện với chị em tụi tôi đàng hoàng. Không có đập. Thôi mày chị... thích nói chuyện. Dạ dạ. Dạ dạ em xin mấy chị. Chị thiếu người ta bao nhiêu tiền lận? 120.000 lận. Sao vậy mấy đứa? Nhiều quá em sốc chị. Cái gì? Bà thiếu 120. Bà Hai Lụa bà trả tôi 1.2 triệu đã qua đòi bà. Chị, cái này là tiền của em 1.2 triệu. Giờ mấy em trích ra 120 em cho chị. Ủa? Chi vậy? Ủa? Chi vậy em? Dạ đặng chị trả lại cho em để em có cái em nói chuyện với chị Hai Lụa. Chứ để em bị đánh hai đầu em cực quá chị. Ờ, như tao trả cho mày nè. Dạ, à khoan đã. Ai đó lấy điện thoại chụp lại giùm làm bằng chứng giùm. Ờ, đây, đây, đây. Ủa, làm bằng chứng hả? Dạ. Làm bằng chứng mới lên sân khấu cho nó hoành tráng. Lên sân khấu cho nó hoành tráng. Dạ, dạ, dạ. Tao kiểu nha, tao kiểu nè. Từ từ đợi nhỏ em. Thôi lên 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 lên. Đến lẹ lẹ con lẹ cưng. Con lẹ cưng cưng nè. Đếm 2, 3, đếm 2, 3 nè. 2, 3, 2, 3 cái nữa là đổi, 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 2, 3. Rồi, 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 được rồi, được nè. Rồi, về đi. Ráng lấy tiền này, lo cho gia đình mình, hiểu không? Dạ, dạ. Em cảm ơn mấy chị nhiều lắm, cảm ơn anh nhiều lắm. Em cứ thấy mình về. Về cẩn thận nha anh ấy ơi. Dạ, dạ, em cảm ơn. Thấy chị cực khổ chưa mấy đứa? Có 120.000 mà đánh lộn đánh lào đâu phải dễ dãi dễ dàng sung sướng gì mấy đứa. Thái độ gì vậy? Thái độ gì khi dễ hả? Ủa có 120.000 khi dễ cái gì? Chị... ai mà thiếu nợ chị đó. Tôi nói có tụi mình nó nghèo khổ rồi chị sân si làm chi. Chị đánh quần đánh áo của bà Hai Lụa mai đồ chi cho thiếu 120.000 nó qua nó đòi cho mang nhục vậy. Tao sân si
Tao sợ đòn mình không bằng đoàn chị em, tao mới bấm bụng. Tao lấy tiền tao mua hai sắp giải ha. Tao mua cho mỗi đứa hai sắp giải, mai thành hai bộ bà ba. Tiền công có bộ 60.000 là 120.000 đó mấy đứa. Chị sân si quá mà, chị tội lỗi quá mà. Tại không phải. Tại em chứ tại ai? Không. Tụi em có cho chị nói không? Có lẽ trên trên, có bao giờ tao vừa lòng mày không? Miệng đời nghiệt ngã quá mà. Thiện tai đó nha. Tại sao? Tao ốm thì chê tao suy dinh dưỡng. Tao làm cho mập thì nói tao ham ăn. Tao im lặng thì nói không vui. Tao nói một câu nói tao nói nhảm. Đó, chưa hết. Nó làm BD thì nó lộ. Hết lộ nó mình gồng. Lấy chồng thì nói mình mê trai. Không có ai nói mình ế. Lên chùa nói mình đạo đức giả. Về nhà nói mình tâm quỷ tâm ma. Chưa hết. Chưa hết đâu. Đi xa nói mình trốn nợ. Rú rú trong nhà nói mình ích kỷ, giống chơi với ai. Đăng hình lên mạng được mấy triệu like nói mình hát. Còn đăng được mấy chục like nói mình xấu như cuốn, xong mới thèm like. Đó. Rồi mình làm sai đó, nó nhớ kỹ lắm. Mình làm đúng nó không quan tâm. Đó. Rồi sao nữa nè, mình để nhan sắc tự nhiên đó thì nó mình già. Mình phấn đấu làm đẹp á, nó mình lố lăng. Tao mà có tiền tỷ nha, tao mua xi măng tao khắc lên mặt mày miệng đời gian ác. Chị, em nói chị nghe nè. Không có. Tại vì chị không nói tụi em biết thôi, chứ nếu mà tụi em biết chị mai đồ cho tụi em thì tụi em hùng tiền với chị. Dạ em. Lại phụ nữa hả? Lại dạ. Phụ nữa hả? Dạ. Thôi đi. Nay sinh nhật vậy tôi cũng vui lòng rồi. Nãy giờ la cho biết cho hiểu tôi vậy thôi. Cà mùa ba vô để dành bữa khác mặt. Dạ. Hai đồ dọn hàng ra đón khán giả vô mấy đứa. Dạ dạ dạ. Đúng rồi đúng rồi, đúng rồi tới giờ. Thôi chuẩn bị. Khách vô luôn kìa, khách vô luôn. Rồi rồi tới giờ chuẩn bị. Giờ bán rồi. Rồi. Tố gì ra. Quay cho em chị ơi, quay cho em chị ơi. Tố gì ra. Có số rồi nha. Tình yêu như món quà, chỉ có nhau thì quên là từng vui khóc cùng nhau mà. Cớ sao ta lại muốn cách xa? Tình yêu vỡ tan, cứ quay đầu lại phía sau. Thế mai đã đang kề cận ta lúc đó. Con số 6 à? Con số 6 nha. Bà con, mình sẽ cùng nhau chào đón một giọng ca lẫy lừng, nữ danh ca Bolero Lê Mỹ Dung. Xin kính chào bà con cô bác, quý vị khán giả. Ngày hôm nay rất vui ghé lại đoàn Lô Tô Phù Du của chúng em. 33 số gì ra, số gì ra, số gì ra. Ai kính chưa? Ba nè. Ai kính chưa? Mời cô lên đây nhận thưởng cho con. Dạ. Rồi rồi, đường sữa quạt cũng chẳng gì chọn nha cô nha. Cho cô rồi 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 dạ. Nè, cô cho kiểm tra kinh đi cây cô. Dạ. Lê Minh Dự. Ai tên Lê Minh Dự? Ra cô gặp kìa. Ai tên Lê Minh Dự ra gặp cô kìa. Có không? Không có hả? Vậy em xin lỗi quý vị khán giả, xin lỗi anh chị. Bữa nay chương trình của đoàn tụi em kết thúc sớm nha. Mai quay lại tụi em bù cho quà nhiều hơn nha. Rồi giải tán. Giải tán đi mấy đứa. Không được giải tán. Bà con cứ ngồi lại đây đi, để nghe tôi kể câu chuyện về thằng con bất hiếu. Nó bỏ nhà đi đã 20 năm rồi. Tôi lặn lội đi tìm nó, mong mẹ con gặp nhau. Nhưng bây giờ nó gặp tôi nó không nhìn. Đứa con gái này không phải là Lệ Mỹ Dung, mà nó là... Không. Mẹ mới là người xin lỗi con. Cha mẹ sanh con trời sanh tính. Ông trời đã đặt như vậy rồi. Thì dù trai hay gái gì á, con vẫn là con của mẹ. Từ nay mẹ sẽ đi theo con. Ôi, nói năng lừa lời. Mẹ! Con ơi, phận gái 12 bên ước bết biết nào trong biết sông nào đốt. Biết rồi hay mai một ngày con xuất gia theo.
đông. Con gái theo chồng lìa quê xa xứ, qua núi qua non qua suối qua phà, con số 33. Cảm ơn sự hỗ trợ rất đặc biệt của nghệ sĩ Kim Phương. Thực sự đây là tiết mục mà cả phần nhìn, phần nghe, phần cảm xúc đều tốt. Mình đã coi cái phim, cái kia là Phù Hoa, còn này là Phù Du, đúng không? Cái tiểu phẩm này của bạn á, nó đồ thêm vào cái cảm xúc đó của người xem. Cái diễn xuất của Dự, cái ứng biến ở sân khấu của em rất là tốt luôn. Em không hề bối rối khi có những cái sự cố ngoài ý muốn. Đó là một cái tư chất, một cái tố chất mà vô cùng cần thiết. Em không hề bị mất bình tĩnh tí nào đó. Với cảm giác của tôi là bạn sẽ còn đi rất sâu vào những vòng trong. Nãy thấy Hương ngồi cười sung sướng vậy, cười ha ha ha, cười không cần kìm nén luôn. Tại vì chị Vân biết sao không? Em theo Dự từ đầu mùa tới giờ, và tới ngày hôm nay thì em mới thấy bắt đầu ảnh đi. Cái khuôn mặt không có còn cái lo sợ nữa, và tập trung vô vai diễn. Và khi em tập trung vô vai diễn em duyên dáng lắm. Em ra mà em té chừng hai lần nữa chắc chị xỉu luôn á. Cô Kim Phương, cổ diễn đã lắm. Cổ bước lên chị sợ là cổ lướt em mất. Nhưng khi cổ lên á, hai người phối hợp vừa phải hợp lý. Cổ nâng em đập, em nâng cho cổ để xuống và ao. Việt Hương sanh ra trong cái thời của sân khấu lô tô. Và hát không phải leo lên sân khấu như vậy đâu. Leo lên cái dàn giáo rất là cao cao cao. Mà dưới cái dàn giáo đó là các cái giường ngủ của các cổ. Rồi tôi leo lên sắn quần sắn áo, leo lên cao để hát. Hát xong mới leo xuống. Là tôi đã hát rất nhiều đoàn, các loại như thế nào, cho nên tôi cảm được. Mong em sẽ vô sâu hơn và có những cái tiết mục mà nó đã, nó thấm như ngày hôm nay đối với bản thân chị. Cảm ơn em. Vâng, xin cảm ơn những lời nhận xét của hai vị ban giám khảo. Thưa quý vị, trong hành trình của Cười Xuyên Việt, chúng ta có ba màu sắc khác nhau bước vào đêm chung kết xếp hạng. Và một trong những nhân tố đó đang có mặt trên sân khấu của chúng ta ngày hôm nay, thưa quý vị, diễn viên Ngọc Phước. Dạ. Dạ. Và bên cạnh đó thì đây là những người bạn thân thiết và đã hỗ trợ đồng hành cùng với Phước trong rất là nhiều tiết mục. Xin được giới thiệu diễn viên Dương Thanh Vàng, diễn viên Quỳnh Hồ và diễn viên Phước Lộc. Cảm ơn cả nhà đã có mặt trong gala của Cười Xuyên Việt. Bây giờ mình nói rất là nhanh gọn lẹ về cái hành trình của Ngọc Phước. Đây là món quà để mà gửi tặng đến quý vị khán giả. Vậy thì đối với Phước, mình chia sẻ một chút xíu về những cái điều mà mình cảm thấy là mình nhận được nhiều nhất trong cái hành trình Cười Xuyên Việt của năm này. Thì khi em tham gia chương trình á, cái điều mà em nhận được nhiều nhất là em nhận được rất nhiều tình thương từ mọi người. Kể cả những người mà lần đầu tiên mới gặp, hoặc là gặp lâu rồi, hoặc là mối quan hệ nó cũng không mới không cũ. Mà sau đó thì em cảm nhận được là em được mọi người mến rất là nhiều, thương rất là nhiều. Và nhờ như vậy á, em được mọi người hỗ trợ. Nhờ như vậy luôn thì em càng thấy em càng phải cố gắng hơn vì những cái người mà người ta thương em như vậy. Ai cũng nâng niu, cũng hỗ trợ mình hết trơn, đúng không? Dạ. Chút xíu mà không nâng niu sao được, lỡ ho một cái văng mất tiêu rồi sao? Ủa không, tụi em đang vui vẻ nhau. Đang vui luôn hả? Lúc này đang suy diễn á hả? Anh đang tạo hộ người ta vậy đó. Trời ơi, mình nghĩ xa quá à. Nhưng mà một trong những điều mà Phước nhận được từ cuộc thi Cười Xuyên Việt đó là viral. Dạ. Nhớ là mình đã từng xem một cái clip mà cái thời điểm mình xem là cách đây cũng tháng hơn rồi. Trong dịp Tết luôn á chị. Đúng rồi, Tết Nghĩa Tình là một cái tiết mục của Phước. Dạ. Và nhận được thời điểm mà Phương Yên xem là hình như là hơn 1 triệu view. Wow. Dạ. Thời điểm hiện tại thì có cập nhật gì không Phước? Dạ chưa, em đợi lên 2 triệu rồi em cập nhật lần luôn. Dạ, và đó, cô gái triệu view của Cười Xuyên Việt năm nay thưa quý vị. Và cái sự thành công đến thời điểm hiện tại trong cái hành trình Cười Xuyên Việt là đóng góp không hề nhỏ của những cái người đồng đội và hỗ trợ mình. Nói về Ngọc Phước thì thật sự đây là một người em ở trong sân khấu mà Vàng rất quý. Phước rất là siêng. Cái duyên dáng của Phước nó rất là khủng khiếp. Mọi người thấy tại sao Cười Xuyên Việt chị Nam Thư, chị Khả Như, anh Dương Lâm mà hay khắt khe với Ngọc Phước hơn là tại vì muốn Ngọc Phước phát huy tối đa cái
khả năng của mình để gửi tặng tất cả quý vị khán giả. Ngày hôm nay mọi người thấy nè, đây không phải là hình dạng Ngọc Phước đang gặp chấn thương hay gì đâu, mà cô ta đang rất chỉnh chu. Ngày hôm nay Ngọc Phước rất chỉnh chu trong một cái tiết mục cô ta sẽ gửi tặng cho tất cả mọi người. Mà hy vọng là tất cả mọi người sẽ thật sự vui trong cái đêm gala ngày hôm nay. Quay trở lại đêm gala ngày hôm nay sẽ là tiết mục như thế nào đây? Dạ, cái tiết mục thì này nó hơi liên quan tới trà xanh chút xíu. Trà xanh là người thứ ba đó hả? Dạ. Thì em muốn mang tới một cái thông điệp là thực ra để mà có một cái người thứ ba bước vào trong cái cuộc tình của mình á, thì không phải chỉ là lỗi của cái bạn người thứ ba không, mà còn có cả lỗi của cái bạn nam nữa. Mà đâu đó ở trong cái cuộc tình đó còn có lỗi của bạn nữ hay là người phụ nữ nữa. Tại vì nếu như mình không cho người ta cơ hội thì người ta sẽ không làm được cái chuyện đó đâu. Em nghĩ là ai cũng đáng trách hết. Dạ, trách là phải trách đủ anh. Trách trách đủ luôn. Dạ. Cho nó đã luôn đúng không? Dạ đúng. Nghe đánh cái mùi là giống như hình đây nè, cái người này là trà xanh nè. Lát nữa mình vô tiết mục là mình biết ai trà xanh liền. Nhìn cái đội hình này chưa biết ai là trà chưa xanh biết rồi nha. À. Dạ. Thôi giờ mình vô liền đi, được không? Dạ được. Nôn nóng quá nè. Vậy dạ. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức trà xanh của Ngọc Phước và những người bạn nhé. Xin mời. Em ơi. Dạ, dạ. Không, nhà hàng mình còn mở cửa mà em. Dạ, chị ơi, chị thông cảm nha. Nhà hàng em 30 phút mình đóng cửa rồi chị. 30 phút hả? Dạ. Ê, bây giờ chị ngồi chị ăn đúng 15 phút chị về được. Không kịp chị, tại vì biết sao không? 15 phút là ở trong nấu xong rồi bưng ra cũng rườm rà lắm chị. Nhiều khi không kịp chị ăn mắc nghẹn tội nghiệp chị lắm luôn nha. Em. Dạ. Chị năn nỉ luôn á. Thật sự em biết chị quý chị mà. Nhưng mà thật sự là không được chị, tại không phải, em không hiểu đâu. Hôm nay kỷ niệm ngày cưới chị với chồng chị. Chị năn nỉ em đó. Lâu lắm rồi chị mới có dịp đi kỷ niệm ngày cưới với chồng chị đó. Cho chị xin 15 phút thôi. Chị ăn một cái chị về liền nha. Alo, anh Lộc hả? Em vô nhà năm rồi nhưng mà bây giờ xin lỗi luôn á. Tại trễ quá, em ghé trễ quá. Nhưng mà hôm nay kỷ niệm ngày cưới. Dạ, 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 dạ. Gọi ai vậy? Chị quản lý nhà. Ồ, cô quản lý luôn. Phước. Không. Dạ. Em sao vậy? Vậy đâu có, em đang mời khách vô ngồi ăn quán. Chị quá. Trời ơi, sao bữa nay tới trễ quá vậy? Xin lỗi, tại vì có việc nên đợi địch không kịp bây giờ. Sao, không sao. Ngại quá lắc luôn. Để dùm việc mới, con có biết, chị thông cảm nha. Chị xin lỗi bé. Dạ không sao. Em làm được. Trời ơi, là phục vụ khách tới tận giờ cuối cùng luôn á. Trời ơi, thương quá. Dễ thương chưa? Đó, tại vì không biết chị là khách quen của em thôi. À. Em có chuẩn bị sẵn bàn cho chị rồi nè. Ủa, dạ. Đó. Làm phiền tới em quá. Dạ, anh đi ô để em tiếp khách cho. Dạ, em làm được. Em ổn, em khỏe. Ok, dạ. Tiếp chị đi nha. Dạ, chị. Thôi chị ngồi ở đây luôn đi, ở đây gần nè chị. Đó, hai chồng ngồi cách xa nhau vậy dễ thương bé, lắm. Bé. Dạ. Chị thấy á, cái khung cảnh này nó không có lãng mạn á. Dạ. Không mấy cho chị đi lên lầu đi. Đi. Không, nó nhẹ lên lầu được. Nó tù túng lắm, ở dưới này nó vui hơn. Tù túng? Dạ. Nhưng mà ở đây nó... Chị muốn lên lầu phải không? Chị muốn lên lầu. Để em lên lầu. Thôi được không? Nhìn vậy thôi chứ khỏe lắm. Để em đi cho. Từ từ bé. Bé. Trời ơi, được không? Thôi. Được à, em đi được chị ơi. Rồi bây giờ ráng lên. Thôi năm mấy chị lên giùm chị mở đèn cho ảnh coi sao trước được không? Dạ thôi chị lên mở đèn giùm em đi chị. Rồi dạ, chị dạ, lên chị lên. Mở đèn đi. Ờ đúng rồi. Em ơi, xuống đây. Mở đèn rồi hả? Không, chị thấy dưới đây nó không khí không? Ở chảnh nó ăn luôn. Chị mới, chị lên lên lầu mà mở cái đèn cái không lên nữa. Tại ở trển nó không có ai, chị thấy không, mình xuống lại đi em. Dạ không sao đâu chị. Dạ em gửi thực đơn chị coi mà em nhớ chị mình chọn lẹ tại vì quán sắp đóng cửa chị. À rồi chị cầm. Dạ chị coi đi nha chị. Em Chị xin lỗi. Không sao, em khỏe lắm. Nhìn em bị thôi chứ em khỏe lắm. Gì đây? Dạ cá súp me chị. Dạ em cảm ơn chị. À em khoan. Cái dịp đó mình ăn cá súp me nó kỳ lắm. Dạ kỳ. Không, thật sự là cái món nó làm rất là lẹ chị. Rất lẹ hả em? Dạ. Combo đi. Combo. Có kèm chai nước suối. Vậy là chị kêu combo đúng combo. Không? Combo. Sao? Em đi viết thực đơn cho chị nha. Dạ. Em. Chị ơi. Bé. Không sao, em khỏe. Chị quên tắt đèn trên lầu. Thôi để chị tắt cho. Chị,
Hả? Để em tắt cho. Để em tắt hả? Nhiệm vụ của em đi làm mà. Nhưng mà chị đi làm đâu? Chúc chiều buổi tối lãng mạn. Em, bác sĩ đã nói là em phải nghỉ ngơi. Dạ, dạ. Em ổn không? Dạ, dạ, thật ra em ổn anh. Em bình thường không sao hết á. Rồi, vô kêu món đi. Em ơi, một vô. Dạ ha. Dạ, dạ, em mời vào à. Anh xin lỗi, tới trễ nha. Trời trời, mà làm gì trễ dữ vậy? Ôi, thông cảm đi, tiếp khách, công việc đột xuất. Nhưng mà hôm nay anh biết ngày gì không? Ngày gì? Ngày bình thường đi ăn uống nha, một bữa thôi, kêu lẹ menu đi. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới đó. Anh nhớ chứ. Ăn đi. Phục vụ ơi. Dạ. Chị nói nghe nè, quán em đóng cửa rồi chị ơi. Ủa? Dạ, thì hôm nay quán em là có khách đặt là riêng á. Ủa? Ủa? Hả? Kêu hai người. Ủa? Cái này quen bạn của ông xã chị. Chắc Quỳnh gặp anh có chuyện, Quỳnh có chuyện gì ở công ty hả? Không có, tại vì em thích cái ăn nhà hàng này á, mà bữa nay tình cờ chắc mình ăn chung luôn ha. Thì anh thì... Dạ, không sao, em ngồi đi, không sao hết trơn. Dạ. Ý, phục vụ ơi, cho chị thêm cái chén với đôi đũa ha. Dạ. Quá, thông cảm, nó mới bị tai nạn. Anh đã nói rồi là em không thể nào làm tiếp tục được nữa. Nghỉ ngơi đi. Dạ dạ không sao đâu, anh em mới vô làm mà, em làm được, em làm được. Em ổn không? Em ổn. Lấy chén đũa cho khách đi. Món của anh chị đây à? Này kỷ niệm. Kỷ niệm. Em biết rồi. Hả? Kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chị đúng không? Ủa sao em biết? Tại hồi nãy đi họp với khách hàng ha, em coi được cái điện thoại của ảnh, tin nhắn của chị á. Tin nhắn trên điện thoại của ảnh. Không sao, để vậy nè, màn hình ở ngoài rồi nhìn nhiều khi thấy không có gì. Phục vụ, anh nói nghe nè. Dạ. Bữa nay là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng anh á, có thể mở cho anh bài nhạc lãng mạn được không? Vậy được, anh về chỗ đi. Cảm ơn em. Em đi mở nhạc. Ăn mọi người ăn nha, ăn nha. Mở nhạc ạ. Em ăn. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Em ơi. Đang chờ nhạc. Kỷ niệm ngày cưới. Tại nè. Em ăn đi Quỳnh. Dạ. Anh cắp cho Quỳnh đi. Dạ. Bỏ em một mình. Trời lạnh quá. Nghe lạnh lẽo quá hai chị ha. Em ơi, chị đi tới ba mình lẫn em ơi. Dạ, tại em sợ ngày cưới chị bị cô đơn, em ở phải đó. Dùng thích à, tát nhạc à. Trời ơi, chị kêu cái gì mà ngon dữ vậy chị? Chị kêu món tủ của ông xã chị. Dạ. Spaghetti nấu với thịt thỏ. Đừng ăn. Sao lại ăn thịt thỏ? Hả? Ôi, anh nói là anh rất là thích thỏ, mà tại sao anh lại ăn thịt thỏ? Bé này bị tăng động thôi. Quên. Không ăn thịt thỏ. Quên. Rồi, không ăn thịt thỏ. Bỏ món này nha em, bỏ món này. Đi. Rồi, mình kêu món khác, mình kêu món khác nha. Phục vụ ơi. Dạ. Hả? Làm cho anh một món khác nha. Anh ơi, tôi nói trước cái nhà hàng của tụi em đóng cửa. Bây giờ làm lại món khác, làm không kịp, ăn không kịp, dọn không kịp. Giờ cho anh 3 ly nước đi. Ok. Để em lấy cho. Cảm ơn em. Bỏ này đi. Em, anh nghe khách hỏi nước suối hả? Dạ. Em định đi vô bếp lấy. Dạ đúng rồi. Ở trong bếp hết nước suối rồi. Còn ở trên kho, trên lầu á. Vậy thì anh... Thôi, hồi nãy giờ cái chân em đau, mà anh cứ sai em đi lấy hoài à. Thiệt á. Thôi, nghỉ ngơi đi. Dạ. Để anh lên anh lấy cho. Dạ, cảm ơn anh. Anh bị sao vậy anh? Chắc là anh bị rối loạn tiền đình rồi em ơi. Để anh lên lấy. Thôi được rồi anh. Để anh lên lấy cho. Anh, chuyện này để em lo cho. Cảm ơn em. Chị đừng có ăn cái này nữa nha. Anh có điện thoại, sếp gọi. Alo, dạ em nghe sếp ơi. Em không ăn thịt thỏ. Dạ. Thì để chị ăn. Ôi, đừng có ăn thịt thỏ. Anh thích thỏ lắm. Anh thích thỏ? Dạ, anh thích
thỏ. Nhưng mà chị thích ăn thịt thỏ. Chị, sao em thấy á, kỷ niệm ngày cưới á, mà sao chị ăn mặc gì mà kỳ quá vậy? Anh không thích mấy cái mốt này đâu, hoa hòe lắm, trời nhìn quê chết à. À, hèn gì, em thấy mấy cái mà sự kiện ở công ty á, anh không bao giờ đem chị theo hết trơn. Em, chị là một người phụ nữ của gia đình mà, chị muốn ở nhà chăm sóc gia đình cho ảnh để anh yên tâm đi làm, em hiểu không? Ai vậy đó hả? Vậy mà em cứ tưởng á, chị không phải người phụ nữ có thể làm ra được tiền, cho nên là phụ nữ ăn bám chứ. Em có thể nói chuyện đàng hoàng mà không nhún nhảy đẩy đưa được không? Chị ngứa mắt lắm. Chị biết sao mà em nhìn chị mà em cứ đông đưa vậy không? Sao em? Tại vì em muốn nhìn kỹ đó chị. Sao mà chị vết chân chim nhiều quá vậy? Em chưa từng thấy người nào mà vết chân chim nhiều như chị luôn á. Trời, phụ nữ á, là mình phải biết chăm sóc nhan sắc nha chị. Chứ để vậy có một ngày tự nhiên chồng chị bỏ chị. Ôi, buồn quá à, buồn quá à. Cảm ơn cưng nha. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Cố gắng nha chị. Alo, dạ rồi sếp, cái hợp đồng đó em làm liền chị. Với sếp nha. Dạ rồi. Em làm liền với sếp mà sếp tâm. Chị, em có làm gì em? Sai hả? Ủa, em xin lỗi chị sao nha. Em? Cái gì vậy em? Quỳnh làm gì em đâu mà đang nói chuyện với Quỳnh mà. Anh đừng. Em không có. Không. Em không có là sao? Tự nhiên sao mà? Hồi nãy em nói cái gì sai nên chị làm vậy. Quỳnh, em nói là cho đàng hoàng nha. Dạ. Em mới là người phải nói là cho đàng hoàng đó. Em không có tạc. Em không tạc tại sao người Quỳnh ước? Không, anh chị Quỳnh tự tạc. Không, anh chị đừng cãi nhau. Anh là chồng của ai? Sao em nói nó không tin? Ủa, em ngộ nghĩnh nha. Em là vợ anh, em nói là em phải tin hả? Chứ bây giờ, ai tạc nước vô người Quỳnh? Tự nhiên em tạc vô người em làm gì? Không, anh chị ơi. Nè mày đây hả? Biết cảm giác của tạc nước rồi đó. Cái này mới là tạc nước nè. Nha. Cô làm gì đó? Tôi làm vậy đó. Nè, anh làm cái gì vậy? Hả? Vợ anh ta thông minh mà anh đi bên người ta. Chị tỉnh táo chứ chị. Anh nói đi, Quỳnh là gì của anh? Quỳnh là cái gì của anh? Bây giờ tự nhiên chất vấn ngược là tôi. Nghe em nói nè. Nghe em nói nè chị. Tỉnh táo lại cho em. Tỉnh. Nghe em nói nè. Hít vào. Thở ra. Phụ nữ hiện đại bây giờ, mình đánh răng rửa mặt trước, mình đánh cái son cho đẹp mình đi ra đường, không đánh ghen. Chợ lắm. Em có đánh tôi. Em đánh cho chị tỉnh. Chị nhìn chị đi. Chị mặc đồ như vậy nè, tóc tay bù xù vậy nè. Em là chồng chị thực sự em cũng không muốn dắt chị ra đường. Sao chị không yêu thương bản thân của chị? Hả? Còn con tôi đâu có thời gian mà lo cho tôi đâu. Tính chưa? Em nói chị nghe nè. Bây giờ chị mà còn không yêu bản thân chị á, thì ai mà yêu chị? Chị là phụ nữ mà, chị phải tự chủ cuộc đời chị chứ. Chị hiểu không? Ê, cái chân mày bị vậy là do mày nhiều chuyện người ta đánh đúng không? Muốn không? Tao gọi quản lý ra đây. Xin lỗi mày, tao nghỉ việc tại chỗ luôn. Tao nghỉ liền tại chỗ, tao đổi năm nhà hàng rồi nha. Bây giờ tao là khách vô đây nè. Muốn kiếm chuyện với tao không? Hồi đó giờ thằng này chưa có đánh phụ nữ bao giờ nha. Bữa nay là ngoại lệ, quánh một lần cho biết để bớt cái nhiều chuyện đi. Tao mà em sợ. Anh đi làm cái gì đó? Em sợ lắm chị ơi. Nó quất em một cái em què chân còn lại. Tự em. Em cơn kiểu như vậy thôi. Ê, không nói chuyện nha. Nè, tôi làm gì đâu? Anh định đánh phụ nữ hả? Đâu hồi nào? Anh dùng tay anh nhào chớn vô đánh ai? Không có, chị chạy qua thôi, dấp té chạy qua thôi. Đó, vợ tôi thấy tôi bị quýnh sang bên. Đừng bao giờ làm vợ mình khóc nữa biết chưa? Thì đau. Phụ nữ đáng được vui vẻ. Ây da. Chị, nãy em nói chuyện sao? Phụ nữ hiện đại đánh răng rửa mặt trước, đánh son cho đẹp, không đánh nhau. Rõ chưa? Rõ. Định làm gì tôi? Làm gì cô? Định làm gì tôi? Làm gì cô? Em ơi. Chị ngu. Nè, thằng kia. Hả? Gì? Tính tiền đi. Tiền gì? Tiền phục vụ, tiền ăn, tiền bồi thường nhà hàng. Tính tiền đi.
thêm cái chia tài sản nữa, tính luôn nhanh. Bữa nay không có đem tiền theo. Không đem tiền theo hả? Thì ở lại đây rửa chén. Hey! Chương trình gala nghệ thuật Cười Xuyên Việt của đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Hàn thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Rương bò tao nói một câu không bao giờ mà sai hết. Đúng là cái bến phà nó ồn như cái bến xe á, chán nản thiệt luôn á. Còn cái thằng chỉ thằng bạn chí cốt, hẹn sáng sớm mà không bao giờ thái mặt. Thiệt sự thằng đó cao giờ mà hả, cuộc đời nó nghe tao nói thiệt á, không bao giờ mà thấy nó xuất hiện mà đúng cái gói bánh nó ra. Rồi con Thảo vợ đây rồi, thằng Dũng chồng mô. Chuyện gì đó? Thôi biết rồi, đừng có giận nữa. Tại vì không phải mình lừa gạt là vậy, là tại mình kiếm tiền, hiểu không? Gần Tết tới nơi rồi, 28 Tết rồi, mình kiếm tiền vợ chồng mình bươn chải cuộc sống mà. Một hai lần á em không nói, mình làm nhiều quá em thấy tội lỗi quá anh à. Anh nhớ không, cái mùa giao thừa năm ngoái á, mình đâu có cần lừa gạt ai đâu. Em á thì phụ chạy bán cơm, anh thì đi giao nước đá, mình vẫn hạnh phúc đó thôi anh. Anh à, em muốn mình quay lại của mùa giao thừa năm ngoái đó. Như mơ hẹn gặp nhau khi gió sang mùa, mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ, có ai ngờ xuân vắng người biết thơ. Mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ, có ai ngờ xuân vắng người thương. Chị, ông làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Tại cái bị mình ráng mình làm đi qua cái giao thừa này thôi, anh hứa là mình không làm nữa được không ha nha. Tôi nói là tôi không có làm nữa. Tao mệt. Ê có môi kìa. Vậy sao nó không làm nữa? Thì hồi nãy chưa có môi. Trời đất ơi, nhanh dạo đi. Alo, con sao rồi em? Ngân hàng đông quá rồi vậy nghe. Rồi À, anh ơi. Dạ. Anh cho tôi hỏi là cái phà này đi qua chùa đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, tôi cảm ơn. Khoan, chưa thể lên phà được mô. Ủa sao vậy anh? Bởi vì Bảo đã sang phà Rạch Mỹ qua lẻo đẻo theo sau, đội bóng trang trên đầu ơ hời dường như áo của giáo. Đó là sao? Không hiểu hả? Ý của thằng mập này nó muốn nói là áo bầu đỏ cánh kiến ớ hơ, da bầu còn phù sa. Ủa là sao? Ủa vẫn không hiểu hả? Ý hai ông này nói á là phà qua bên kia sông lâu rồi, xa lắm. Dạ. Ráng chờ phà đi. Nhỏ nói chính xác dễ sợ. Thôi tao nói mày nghe, bây giờ đang đợi phà. Ôi chào ơi. Dạ gì? Không ổn rồi. Ấn đường đen tối mai mờ che khắp lối. Đang có chuyện khuất mắt tao làm đúng không? Tao đoán nghe, gia đình My đang có chuyện buồn. Không ổn rồi, phải giải hạn thôi. Giải hạn bằng cách nào anh? Có bói. Ai bói hả? Bói đi. Bói thập cẩm này, bói cái gì cũng có đi. Bói về tình duyên cũng có, bói về sự nghiệp cũng có. Và đặc biệt bói giỏi nhất là bói về gia đạo đây. À, tôi muốn giải hạn á. Muốn giải hạn thì phải đặt tiền lễ. Dạ. Nhanh nào, tiền lễ đâu? Dạ đây. Ý tôi nói á là muốn giải hạn thì phải đặt tiền lễ. Dạ tôi đặt tiền lễ rồi. 50.000 là tiền lễ ốc ba. Chứ bao nhiêu? Muốn biết bao nhiêu à? Vợ. Khỏi vô. Nếu á như cậu mà coi về đường tình duyên á, thì tôi khuyên cậu nên sử dụng combo 370. Coi về đường sự nghiệp á, 700 mấy á. Còn coi về gia đạo, 1.2 triệu. 1.2 triệu? Ừ. Vậy cha, đi coi giải hạn mấy gì kỹ cha. Hơi chợ. Nè, bây giờ chơi thế nào?
có muốn đặt tiền lễ, có muốn tôi giúp cậu giải hạn hay là không? Dạ có tiền lễ đây ạ. Được, vậy thì hãy bày tỏ câu chuyện của mình đi. Dạ thưa thầy, chuyện gia đình em, thật ra là gia đình em có một chuyện. Khoan, ngừng. Nếu như gia đình cậu đang gặp chuyện thì mình phải giải quyết từ cái chuyện đầu tiên. Tại sao gia đình cậu đang gặp chuyện? Bởi vì tôi chắc chắn một điều, trong gia đình của cậu tất cả mọi người đều có dòng theo. Đứng lên đi. Để giải hạn được, tôi có một cách cho cậu. Dạ cách gì ạ? Cậu phải cạo đầu. Bởi vì khi cậu cạo đầu, vong hồn nhìn thấy vào sẽ tưởng cậu là thầy, lúc đó mới sợ. Tôi biết mái tóc mình nuôi dưỡng từ nhỏ cho tới lớn, cắt đi thì rất uổng. Nhưng hãy vì chuyện gia đình, hãy cùng với tôi nhìn ngắm mái tóc lại lần cuối cùng. Cậu à, tôi nghĩ là vong đã bớt theo cậu chút đỉnh rồi đó. Nhưng để vong không muốn theo cậu nữa thì cậu phải sử dụng loại nước phép. Dạ, cái cách dùng với lại liều lượng nó như thế nào ạ? Không có liều gì hết, thích là uống. Vậy thôi, kể tiếp câu chuyện để tôi còn tiếp tục giúp cậu giải hạn. Dạ, cái chuyện gia đình em là như thế này. Em có một đứa con mà nó sắp phẫu thuật rồi. Em muốn cái ca phẫu thuật đó được thành công và suôn sẻ. Thầy giúp em với. Chuyện đó là chuyện bình thường. Yên tâm, tôi đã có cách để giúp cho cậu giải hạn. Dạ. Ủa, nước đâu thầy? Nuốt rồi. Khát uống ở này làm phép nhà rồi. Dạ. Dạ con cảm ơn thầy cho con tiền lọc. Bậy không phải lọc. Đây là số tiền mà tôi đang giúp cậu giải hạn đó. Bây giờ cậu dùng 10.000 này đi qua thằng mập đó, mua bó nhang rồi lên chùa khấn đi. Ủa là sao thầy? Ca này thua rồi. Cái chi? Ra như nó nói chi mà mặt buồn đó. 10.000 hả? 10.000 mua được có cây nhang à. Quan trọng là tấm lòng. Thôi lên phà qua chùa cầu bình an đi. Đi hỉ. Chúc may mắn hỉ. Đáng thương quá trời ơi, cậu trai trẻ đáng thương quá. Đáng thương, dễ thương mà. Nè. Bao nhiêu? 1.2 triệu. 400. Hai vợ chồng. 400 của tao nghe, 400 của tao nghe. Đây. 400. Điện thoại. Ai chỉ ai? Để chuông ta đã dặn là làm gì, để chế độ im lặng đi mà. Tao để im lặng mà. Tao không điện thoại. Của ai? Không phải của em. Alo, em nè. Bây giờ bác sĩ nói là mình phải làm theo thủ tục, phải đóng tiền thì mới được mổ mắt. Alo, sao anh không trả lời em vậy? Anh có nghe em nói không? Alo. Y tá, con tôi sao vậy nè? Y tá ơi. Chết rồi My ơi. My ơi, đứa là con của hắn, mổ thiệt đó. Thấy chưa, em nói với anh rồi mà anh. Mình cứ làm những cái chuyện này á, trước sau gì cũng có chuyện mà. Cái này phải tại anh đâu, cái này là tại thằng kia, ai biết tự nhiên nó có con là cái gì. Thôi My ơi, My tù lô vừa thôi. Rồi lỡ My có con thì My biết. Con tôi tự biết tính, tôi tính khác. Hiểu không, có con tôi không giờ tôi để nó bị vậy á. Hay lắm. Anh tính gì, anh tính đi. Em có thai rồi đây nè. Giỡn hả? Mitolo nghe. Giỡn chơi phải không? Em nói thiệt. Thảo. Giỡn. Đúng không? Hả? Em nói lần cuối cùng là em nói thiệt. Không phải. Thiệt hả? Không phải. Hả? Không phải. Từ từ. Anh không có tình thương thì làm sao mà anh chăm sóc con của mình cho tốt hả được? Không phải, tại vì con người ta anh nói vậy thôi chứ con mình thì tính khác mà. Hả? Đúng không? Hả? Nếu như mà anh thương con với em á thì anh đừng có làm những cái chuyện này nữa. Anh chị ơi, anh chị. Hả? Đúng. Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn anh chị nhiều.
Anh chị có biết cái ngân hàng nào mà gần đây không? Tôi chạy ra tôi rút tiền cho con tôi phẫu thuật liền anh chị. À không, mấy cái ngân hàng mà lân cận nữa. Có không anh chị, có không anh chị? Có. Có một cái ngân hàng trên tỉnh đó, nhưng mà bây giờ mà My chạy lên đó là cũng tối rồi, trễ rồi. Rồi tiền đâu mà tôi rút để cho con tôi phẫu thuật đi? Sao không lo nó ở bệnh viện đi? Tự nhiên chạy vòng vòng rồi đi vô chỗ bến phà người ta làm gì? Sáng giờ ngân hàng nó đông quá, tôi mới đi ra ngoài, tôi cầu bình an cho con tôi. À, ông anh ơi, à, cho tôi gửi lại tiền, coi như là cho tôi xin lỗi nha. Tôi thấy vậy giúp đỡ rồi nha, chứ tôi không phải là lừa gạt hay là gì đâu nha. Gửi 48, xin lỗi hả? Tôi cảm ơn. Quê quá, tên chơi. Anh, cái gì nữa? Gọi điện thoại cho thằng Kiều. Thằng Kiều răng. Thằng Kiều ngân hàng. Thằng Kiều ngân hàng làm răng. Kiều nó bóng số, tôi tự dẫn ông này tới lấy. Anh nó làm ngân hàng, đúng rồi. Răng, ê, răng mới nghĩ ra hai đứa. Tại ông này tao mới nhớ ra thằng Kiều nè. Tôi nói cái gì? Nãy ông nói gì? Cảm ơn tiếng Anh dịch ra là Thanh Kiều, tự nhiên nhớ vậy thôi. Đúng rồi, trời ơi. Trời ơi, nếu mà My cũng nghĩ ra xuất sắc, đúng là tuyệt đỉnh xong ca. Alo Kiều hả? Bây giờ My lái giùm ta cái số thứ tự gần của My nhất nghe. Đừng có nói nhiều, bây giờ ta quả liền nghe. Canh cửa hàng giùm ta nghe, đi. Tôi cảm ơn. Đi, nhanh lên. Lẹ, dẫn đi, lẹ nha ơi. Xuân đến xuân đi, xuân về mang thương nhớ. Xuân qua để tôi chờ. Xuân đến xuân đi, xuân về một lá hoa. Xuân qua dung đường tơ. Em đến cùng đón giao thừa. Mẹ con em luôn ở ngoài trong lòng. Mấy ngày Tết này anh cố gắng làm thêm để cục cưng ra đời được đủ đầy sung sướng. Anh hãy vui lên chào bình minh rực sáng. Đón xuân này ta luôn nhớ xuân xưa. Ôm chén rượu hồng mà rượu hồng nửa say mà nửa tình, té nhào là nhào xuống ao. Hai tay cong cái chân bình thường không dấp mà nó dấp cái chân què hoài. Hát tới đây thấy tức con vợ. Cái con nhỏ đó nó nói thiệt nè, đứng lại coi. Bà đi đâu? Dạ thưa cậu, tôi đi chợ. Đi chợ hả? Vậy thì đưa tiền cho tôi đi rồi đi chợ. Đưa tiền cho cậu rồi làm sao tôi đi chợ? Tôi không biết. Ngày hôm nay tôi phải lấy được tiền, nhanh lên. Tiền của ông bà hôm trước đưa cho cậu đâu? Tiền đó tôi chung cái đổ đá gà cho người ta hết rồi. Bây giờ tôi phải cần một cái số tiền để xài vào cái mục đích khác. Mục đích gì? Trả tiền bia ôm. Không, tôi không đưa cho cậu đâu. Đưa tiền đây. Không. Đưa tiền cho không. Tôi. Đưa tiền cho tôi. Lì. Tao đánh mày chết. Đưa tiền đây. Nè chú em. Chú. Nè. Ai vậy? Ông mới vừa kêu tôi cái gì? Chú em. Xin lỗi.
Chẳng qua tôi không thích lớn chứ còn phải là chú em. Tôi thấy cậu đánh phụ nữ tôi mới can thiệp thôi. Mình là người có học thức là không được đánh phụ nữ, hiểu chưa? Ý cậu nói tôi là không có học thức, không hiểu biết, không có đạo đức hả? Xin lỗi cậu, tôi là một con người rất là có đạo đức và luôn giúp đỡ người. Ngày xưa khi má của bà chết nè, ba của bà thì bệnh nặng, không có tiền chữa trị. Ai giúp? Tôi dang rộng cái vòng tay này, tôi lấy cái số tiền tôi đưa cho ba bà trị bệnh. Rồi tôi cũng đâu có đòi, tôi không hề đòi một cách nào hết. Tôi chỉ bắt bà về làm vợ để hầu hạ cho tôi thôi. Bây giờ cậu là người lạ, cậu bước ra khỏi cái chỗ này cho tôi, còn không là tôi đánh cậu chết. 1, 2, 3, đi ra khỏi cái lạc này cho tôi. Đi ra khỏi cái lạc này cho tôi. Đi ra khỏi cái lạc này cho tôi. Được rồi, cậu đứng đó cậu đợi đi, rồi tôi sẽ cho cậu biết cậu hai của cái làng này là ai. Cô ạ, cô sao không? Tôi không sao đâu, cảm ơn anh. Không sao là tốt rồi. Thôi tôi đi nha. Anh Luân. My. Là My phải không? Là My phải không? Không, My. Không. Không phải. Đúng là My rồi, đúng là My rồi. My à, em có biết là anh tìm em vất vả lắm không? My à, em không nhận ra anh hả? Vừa rồi em mới nhận ra anh mà đúng không? My à. Không. Bao nhiêu năm anh lên Sài Gòn đi học, lúc nào anh cũng mong về đây để tìm em. Anh nhìn lầm người rồi. Anh không có lầm người đâu. My à, cuộc sống của em bây giờ là như vậy sao My? My à, em nói là biết anh đi, em đừng có như vậy mà. À, em còn nhớ không? Em còn nhớ không? Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Sao bây giờ có quá nhiều người trẻ mà tài dữ vậy ta? Tuấn Dũng không chỉ có diễn hay không đâu, mà còn hát rất là hay. Hát cực kỳ. Tuấn Dũng hát một câu bolero. Nghe vậy nữa hả? Ngày xưa ai lá ngọc canh vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó cũng đeo bông mơ giọt lệ đầy trắng. Trợ diễn mà em quá tuyệt vời. Tuấn Dũng, anh rất là thích cái phần trình diễn của em. Về hai bạn, trời ơi, nguyên cái ngọn đèn xanh đèn đỏ ba màu khác nhau. Đèn đưa. Một cái sự tiến bộ vượt bậc luôn. Minh Luân đã sử dụng đúng ngón nghề của mình ha. Rồi cái giọng nói, cái đài từ của Giang My cũng rất là ấm cúng và rất là dễ thương, nghe nó cảm tình dễ sợ luôn. Và cái câu chuyện tụi em đặt ra đó rất là dễ chịu. Dạ em cảm ơn anh Hương. Dạ em xin mời chị Tư Cẩm Ly ạ. Chị muốn xem là xem như vậy á, có nghề mà không sử dụng. Và chị cũng khen hôm nay phần hát của hai đứa về cái bài này nó cũng rất là tròn trịa luôn. Lúc đoạn nhạc rải, My câu đó em vào cũng rất là tình cảm. Anh Luân lúc đó cũng hơi bị nức nở. Khóc thiệt chưa em, lúc đó khóc chưa? Khóc rồi đó hả? Chị nghĩ là chắc tại vì hồi nãy cái nhóm của nhà cái cậu hai này quá đáng quá, đá người ta đá thiệt không á. Tôi thấy đá phịch 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 luôn á. Đá phịch phịch cho người ta đó, không có đá giả. Câu đó. Thấy là... thương chưa, người ta hy sinh vì nghệ thuật đó tất cả các bạn. Trời ơi. Vậy mà không chịu trong bốn người đó kêu tôi đóng một người. Tôi đánh là thiệt luôn á. Tôi biết đã thù lắm. Tôi mà biết thù giặc tôi mà. Mấy anh chị biết á, hồi nãy em ngồi dưới em coi, em thấy rồi sao mà Minh Luân đánh hay quá vậy. Thường ngày hai thằng đi uống cà phê bàn cái bơi bún lộn là bỏ chạy trước không á. Bữa nay đánh ghê quá. Dạ em mời chị Ngân Khánh. Một tiết mục đủ màu sắc về nghĩa đen cũng như nghĩa bóng đúng không? Ba màu sắc. Sợ Khánh cũng được nghe Minh Luân hát một đôi lần và thấy rằng là Minh Luân hát cũng rất là tốt, mà cộng thêm với cái khiếu diễn xuất của mình, năng khiếu diễn xuất nữa thì là nó là hỗ trợ rất là lớn. Thì hôm nay đặc biệt là lần đầu tiên Khánh được nghe bạn My hát. Bạn My mặc dù không phải là sử dụng một cái kỹ thuật
kỳ ghê gớm. Để mà hát thể hiện, nhưng mà bạn thể hiện một cái, với cái chất giọng cũng như cái thân hình của bạn, nó thể hiện một cái sự mong manh của một người phụ nữ yếu đuối. Nó tự nhiên làm mày thấy thương ghê luôn á. Thật ra con cũng lo về cái phần diễn của con lắm. Lúc đầu cái lúc mà con tập, cái lúc té là con mới nói anh Dũng là anh ơi anh cứ xô em thật đi, chứ giờ em không biết làm sao để mà em ngã xuống, tại vì em té nhìn thấy bánh bèo lắm. Xin được cảm ơn quý vị.